Alo, chào các bạn. Bây giờ là đúng 9 giờ rưỡi và chúng ta bắt đầu cái chương trình live stream buổi tối ngày hôm nay. Đây là những ngày tháng mà cuối năm ai cũng bận rộn. Tuy nhiên, dù có bận rộn thì chúng ta vẫn cứ bắt đầu, chúng ta vẫn cứ làm việc và chúng ta vẫn cứ nhiều khi mình trong những ngày này thì mình cũng rất là bận rộn. Tuy nhiên, chúng ta cần càng bận rộn thì chúng ta cần phải sắp xếp thời gian sau đó để cho nó hợp lý hơn. Thì khi mà bận rộn nghĩa là chúng ta cần phải học một cái kỹ năng sắp xếp thời gian. Chào bạn Hồng Tuyền, chào bạn Nguyễn Thị Linh, rất là tuyệt vời, các bạn đã lên rất là đúng giờ. Bạn Vũ Thị Thanh Huyền, khi chúng ta bận rộn thì chúng ta cần phải sắp xếp thời gian để cho nó hợp lý hơn. Chào bạn Minh Luận, bạn Trúc Võ, bạn Tôn Quang Hiếu, ok chưa? Chúng ta cần phải sắp xếp thời gian để cho nó rõ ràng hơn, nghĩa là nó đang luyện cái thời gian của chúng ta. Hôm nay mình chia sẻ một cái điều rất là quan trọng, đó là chúng ta phải có cái tư duy nền tảng từ con số 0. Đây là cái tư duy rất là đặc biệt của người làm kinh doanh. Chào bạn Hồng Dương, chào bạn Nguyễn Thanh Tính, rất là tuyệt vời các bạn đã tham gia chương này. Chào bạn Trần Minh Phước. Và để góp phần cái đoạn live stream này để chúng ta bắt đầu thì các bạn giúp mình share đoạn live stream này về tường của các bạn. Chào bạn Hằng Ni, chào bạn Đỗ Thủy, chào bạn Ngọc Yến, chào bạn Ninh Đi Phô Cô, chào bạn Sông Y. Chúng ta góp phần chia sẻ đoạn video này lên tường Facebook của các bạn. Chúng ta bấm vào nút chia sẻ và nếu các bạn dành thời gian, các bạn ghi trên cái dòng chia sẻ đó, các bạn ghi trên cái dòng chia sẻ đó, các bạn đó là kiến thức dành cho những người làm kinh doanh và những người muốn ra làm chủ doanh nghiệp thì nó sẽ hữu ích hơn. Và chúng ta cam kết khi cái lượng người xem lên được 200 người thì mình sẽ bắt đầu chia sẻ vào cái đoạn live stream về cái tư duy nền tảng từ con số 0 này. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau góp phần để cái lớp học của chúng ta tối hôm nay nó được đông hơn. Bây giờ đang là 9 giờ rưỡi và chúng ta sẽ chia sẻ đến nếu mà lớp học chúng ta đông thì chúng ta đến tới 11 giờ luôn. Chúng ta liên tục vậy, góp phần chia sẻ để đông người hơn, để lớp học chúng ta nó đông vui hơn. Tối hôm qua mà đã chia sẻ cái chương trình cái cách làm sao để chúng ta bán hàng Tết, chúng ta tăng doanh số trong Tết để cho nó tuyệt vời. Chào bạn Thiên Phú, chào bạn Tây Võ, các bạn ở những cái khu vực nào trên mọi miền đất nước Việt Nam và kể cả nước ngoài, các bạn comment xuống các bạn ở khu vực nào. Bạn Tây Võ nhớ chia sẻ đoạn live stream về tường nhà mình. Bạn Quang Hưng nhớ chia sẻ. Bạn Huy Khiêm, lâu quá chưa gặp bạn. Bạn Lê Kim Loan, ok, rất là tuyệt vời, bạn đã chia sẻ rồi. Bạn Lê Đình Hoàng Sơn, bạn nhớ chia sẻ về. Bạn Hằng Ni, bạn nhớ chia sẻ. Bạn Hiền Bến Tre. Bạn Nguyễn Minh Thiện, các bạn comment xuống các bạn đang ở khu vực nào. Bạn Chu Mạnh Cường, chào bạn Chu Mạnh Cường, chào bạn Tây, lâu quá không gặp bạn, từ lúc làm bố tới giờ không gặp bạn. Giúp mình chia sẻ đoạn live stream này gần đến 100 rồi, chúng ta thống nhất có 200 người follow thì chúng ta sẽ chia sẻ. Chào bạn Hiền Bến Tre, chào bạn Hằng Ni, bạn đang ở Bình Thạnh, chào bạn Cường Nguyễn. Vâng, và trước khi nói vào cái đoạn live stream chính thức này thì mình cũng gửi đến các bạn là ngày hôm qua mình đã chia sẻ về cái đoạn live stream với cách làm sao để chúng ta kinh doanh Tết. Đó là phần số 2. Phần số 1 thì mình chia sẻ thứ hai tuần tối, thứ hai tuần trước. Tất cả nó còn nằm ở trên Facebook nên các bạn vào đó các bạn xem. Hoặc nhanh hơn là các bạn lên cái YouTube của mình. Các bạn lên youtube.com, các bạn search Be Training. Thì các bạn vào cái bay cái kênh của Be Training thì các bạn sẽ thấy những cái đoạn mình chia sẻ trên đó. Thì các bạn như thế nào các bạn về các bạn xem. Và bây giờ ngay cái đoạn video này các bạn cần chuẩn bị, ngay bây giờ các bạn cần chuẩn bị cầm giấy viết tập viết để các bạn nốt ra. Đây là cái tư duy nó vô cùng quan trọng mình chia sẻ đến bạn. Cái tư duy này rất là quan trọng dành cho những người làm kinh doanh. Các bạn có nghe rõ không thì các bạn comment xuống là các bạn nghe rõ để mình điều chỉnh cho nó phù hợp. Các bạn có nghe rõ không ạ? Các bạn comment xuống là các bạn nghe rõ. Tối mai là mình live stream không được rồi, thì tối mai mình đã có lớp rồi. Tối thứ năm cũng không được, và mình sắp xếp được. Nếu mà tối thứ sáu thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Chào bạn Hằng Thi,
Chào bạn Thông, bạn nói là bạn nghe rõ rồi. Chào bạn Ngọc Yến, vâng. Bạn nào đang trên livestream này thì các bạn góp giúp mình chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người biết. Đây là cái tư duy nó rất là đặc biệt dành cho những người mà cứ nói rằng em không có tiền, em không có kinh nghiệm, em ngại ra kinh doanh, em làm công thêm vài năm nữa em mới ra khởi nghiệp được, hoặc là em đang thiếu vốn, em không thể kinh doanh được. Thì tối hôm nay mình sẽ làm rõ các bạn cái tư duy rất là đặc biệt này. Chính vì yếu tố đó, chúng ta góp phần giúp cho nhiều người biết tới đoạn video này. Các bạn có thể là chia sẻ nó vào trong group, các bạn có thể là chia sẻ và mời những người bạn mình vào xem khắp mọi miền đất nước. Nếu mà tối nay chúng ta diễn ra liên tục gần 2 tiếng đồng hồ mà chỉ có 100 người xem thì chúng ta thấy nó phí đi. Nên là các bạn giúp cho mình làm sao tăng lượt 200 lượt người xem. Bây giờ đã lên 110 rồi, các bạn rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau vỗ tràng vỗ tay. Đây là sự nỗ lực của rất là nhiều người để chúng ta mới có. Chào bạn Hoa Đào, nhà thầy tông màu trắng. Vâng, cảm ơn bạn. Chào bạn Hoàng Minh Thư. Chào bạn Nguyễn Chánh. Chào bạn Nguyễn Tú. Vâng, chào bạn Nguyễn Hằng Thi. Thế giới thờ cúng. Chào bạn Hoa, anh Đào Hoa, mình rất là năng lượng. Và những ngày này các bạn để làm kinh doanh tốt thì mình khuyên các bạn, chào bạn Hằng Oren, mình khuyên các bạn mỗi sáng chúng ta nên thức dậy 5 giờ sáng. Mấy giờ sáng các bạn ơi? 5 giờ sáng. Chúng ta nên thức dậy 5 giờ sáng. Và các bạn nào mới vào, các bạn giúp mình chia sẻ cái đoạn livestream này, tan nhiều người vào. Tan nhiều người vào để lượng người vào xem nhiều ra. Chúng ta mục tiêu là chúng ta là 200 người. Mục tiêu là chúng ta 200 người. Chúng ta phải thức dậy từ 5 giờ sáng và các bạn dành 30 phút để chúng ta tập thể dục. Dành 30 phút làm gì các bạn ơi? Tập thể dục 30 phút thôi. Các bạn tập thể dục 30 phút, các bạn không có nên tập thể dục quá nhiều. Các bạn có thể chạy bộ. Tập 30 phút chất lượng, phải dậy từ 5 giờ sáng, chúng ta không có dậy trễ. Tất cả những người thành công ở trên thế giới này, họ đều thức dậy sớm. Không ai dậy trễ cả. Và bây giờ mình đi vào, mình lấy cái tấm bảng ra. Hồi nãy mình quên lấy mất cái tấm bảng. Bây giờ mình lấy tấm bảng ra, nên là các bạn đang giúp mình để mình đang lấy cái tấm bảng ra. Để chút xíu nữa mình ghi chép cho nó thuận lợi. Trong thời gian này thì các bạn chia sẻ cái đoạn livestream này ra. Mình đang góp phần lấy tấm bảng ra để mình ghi chép, để chút xíu nữa các bạn thấy nó rõ hơn. Mình vừa cầm cái máy trên tay và mình vừa đi lấy cái bảng. Ok, mình đang lấy cái bảng. Chúng ta tập thể dục 30 phút để con người chúng ta nó mới năng lượng. Mình đang lấy cái bảng ra. Hồi nãy mình quên lấy các bạn rồi. Được 138 người rồi. Các bạn rất là tuyệt vời. Các bạn chia sẻ cho cái đoạn livestream này ra cho nhiều người. Chúng ta đang có cái bảng, mình có cái bảng để chia sẻ cho các bạn. Mình đang canh cái bảng, các bạn ngồi xem ha. Mình đang canh cái bảng để mình chia sẻ cho các bạn. Vâng. Mình đang canh cái bảng, các bạn thấy cái bảng rõ mà. Các bạn thấy cái bảng rõ thì các bạn nói rõ để mình giúp cho các bạn có cái bảng. 140 người rồi. Chúng ta cần chia sẻ cái bảng này. Tôi có cái bảng này. Vâng, các bạn nào đến từ mọi miền đất nước thì các bạn ghi vào các bạn đã đến từ cái khu vực nào. 140 người rồi. Các bạn có thấy cái bảng rõ mà. Ok, 144 người rồi, rất là tuyệt vời. Cái đây là sự nỗ lực của rất là nhiều bạn. Sự nỗ lực của rất là nhiều bạn. Và tối hôm nay chúng ta chia sẻ. Hồi nãy mình đã nói rồi, các bạn thức dậy từ lúc mấy giờ? Các bạn cho mình biết là các bạn phải thức dậy từ lúc mấy giờ. Ồ, cái máy mình nó bị sao rồi, mình không biết là cần phải làm gì nữa đây. Rồi. Chúng ta thức dậy từ lúc mấy giờ các bạn ơi? Chúng ta thức dậy rồi, 150 người rồi, 157 người rồi. Lên rất là nhanh. Và mình sẽ ghi chép rất là kỹ. Chúng ta cần phải gì ạ? Chúng ta cần phải dậy từ lúc 5 giờ sáng.
Và tất cả những người thành công trên thế giới này, họ đều thức dậy lúc 5 giờ sáng để làm cái gì ạ? Các bạn có muốn mình chia sẻ không ạ? Trước khi chờ cái lượng người lên đủ, thì mình sẽ ghi cái công thức này ra để cho các bạn nắm rõ. Chúng ta thức dậy 5 giờ sáng để chúng ta làm gì ạ? Để chúng ta tích lũy cái tài sản của chúng ta. Chúng ta phải thức dậy từ 5 giờ sáng. Chúng ta thức dậy từ 5 giờ sáng. 5 giờ sáng. Ok chưa? Các bạn có nhìn thấy rõ không ạ? 5 giờ sáng rồi, rất là tuyệt vời. Chúng ta thức dậy từ 5 giờ sáng. 5 giờ sáng để chúng ta làm gì? Bước đầu tiên là chúng ta gì? Tập thể dục. Chúng ta thể dục. Thể dục. Thể dục. Thể dục bao nhiêu phút các bạn ơi? 30 phút. Chúng ta tập thể dục 30 phút thôi. Vậy thì chúng ta đã tích lũy cho chúng ta cái tài sản gì ạ? Chúng ta đã tích lũy cho chúng ta cái tài sản gì ạ? Tài sản sức khỏe. Tài sản sức khỏe. Tài sản sức khỏe. Sức khỏe. Đây là tài sản quý nhất. Đây là tài sản quý nhất. Tài sản quý nhất của con người của chúng ta. Nếu bạn nào đó đã cạn kiệt cái tài khoản sức khỏe này, thì các bạn đừng có mong. Các bạn đừng có mong. Các bạn đừng có mong mà các bạn làm được gì nhiều hết. Chúng ta phải gì à? Chúng ta phải có được cái tài sản sức khỏe này. Sau đó, bởi vì sao chúng ta chỉ có 30 phút thôi? Các bạn mà tập nhiều là có người bạn nó mệt, sau đó bạn vô bạn làm không được cái gì hết. Thì khoảng tới 5:30, khoảng tới 5:30 là chúng ta xong. 5:30, 5:30 là chúng ta tập thể dục xong. Sau đó chúng ta làm gì à? Chúng ta vào chúng ta đọc sách. Chúng ta đọc sách. Chúng ta đọc sách. Ok chưa các bạn ơi? Chúng ta đọc sách. Chúng ta đọc sách, chúng ta không cần đọc nhiều, chúng ta đọc khoảng 30 phút thôi. Các bạn cần có những cái quyển sách về những cái kỹ năng các bạn đang thiếu. Ok chưa? Các bạn tìm đọc những cái quyển sách, những cái kỹ năng mà các bạn đang thiếu. Ví dụ như bạn yếu về kỹ năng bán hàng, thì các bạn phải gì ạ? Các bạn cần đọc những cái quyển sách về bán hàng. Vậy thì khi các bạn đọc sách này thì các bạn tích lũy vào cái tài sản gì ạ? Các bạn tích lũy vào cái tài sản gì ạ? Đó là tài sản gì ạ? Tài sản gì ạ? Tài sản gì mà rất là quan trọng? Tài sản gì các bạn ơi? Tài sản trí tuệ. Ok chưa? Chúng ta tích lũy vào cái tài sản trí tuệ của chúng ta. Chúng ta tích lũy vào cái tài sản trí tuệ. Rất là tuyệt vời. Nghĩa là các bạn thấy không ạ? Chỉ cần trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi. 1 tiếng đồng hồ thôi. 30 phút đầu là chúng ta tích lũy tài sản về sức khỏe. 30 phút sau là chúng ta tích lũy tài sản gì à? Tài sản trí tuệ. Tài sản trí tuệ. Các bạn comment xuống. Các bạn nói là tài sản trí tuệ. Tài sản đầu tiên là tài sản gì à? Sức khỏe. Tài sản sức khỏe của chúng ta. Các bạn comment xuống. Các bạn nói là tài sản sức khỏe. Cái thứ hai là tài sản gì à? Tài sản gì các bạn ơi? Tài sản trí tuệ. Ok, tài sản trí tuệ. Các bạn thấy những gì vừa rồi mình chia sẻ, các bạn thấy có hữu ích không ạ? Nếu mà hữu ích thì các bạn comment xuống mà nói điều này rất là hữu ích. Điều này rất là hữu ích. Các bạn comment xuống, các bạn nói điều này rất là hữu ích. Các bạn, và bạn nào hồi nãy giờ mới vào, các bạn chưa chia sẻ đoạn livestream này thì các bạn hãy chia sẻ. Hãy chia sẻ cái đoạn livestream này. Hồi nãy giờ mình thấy mới có 84 bạn chia sẻ mà cái lượng người xem hiện tại đã lên 200 mấy rồi. Rất là tuyệt vời. Mình sẽ chuẩn bị đi vào cái chủ đề chính. Mình sẽ chuẩn bị đi vào cái chủ đề chính. Mình đang nói cái này nữa chừng. Và chúng ta phải tích lũy tiếp cái tài sản thứ ba. Tài sản ba, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cái tài sản thứ ba mà. Các bạn comment xuống là muốn mình chia sẻ tài sản thứ ba. Cái tài sản thứ ba, các bạn comment số 3 đi Tài sản thứ nhất là tài sản gì các bạn ơi? Tài sản về sức khỏe. Sức khỏe của chúng ta nè. Tài sản thứ hai là tài sản gì các bạn ơi? Tài sản trí. Trí. Trí tuệ. Ok chưa? Và tài sản thứ ba, đó là tài sản về gì ạ? Tài sản về gì ạ? Tài sản gì các bạn ơi? Tài sản gì ạ? Tài sản gì ạ? Tài sản này vô cùng quan trọng. Ok chưa? Tài sản gì các bạn ơi? Tài sản gì các bạn ơi? Tài sản gì đây? Các bạn có thấy mà. Tài sản về thời gian. Ok chưa? Tài khoản về thời gian. Tài sản về thời gian. Bất kỳ người thành công nào họ cũng tích lũy ba cái tài sản này hết. Ok chưa?
mình sẽ đảo cái giấy lại các bạn ha. Mình sẽ đảo cái giấy lại. Các bạn đợi mình một chút xíu, mình đảo cái giấy lại. Vâng. Bất kỳ người thành công nào họ cũng có ba cái tài khoản tuyệt vời này hết. Trong thời gian chờ mình, các bạn chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người, bởi vì tối hôm nay mình nói về cái tư duy, cái suy nghĩ bắt đầu từ con số 0. Cái này là một trong những cái tư duy đòn bẩy giúp cho bạn không có tiền, bạn không có kinh nghiệm, bạn không có kiến thức, bạn vẫn ra làm chủ và kinh doanh được. Nên cái điều này rất là quan trọng. Bạn giúp mình chia sẻ đoạn livestream này, tag người thân yêu của mình, tag bạn bè mình, những người mà họ đang rất là có nhiều lý do để họ không ra được. Đây, và tiếp theo nữa là chúng ta giúp cho lớp học của chúng ta nó đông lên để nó vui hơn. Và mình chia sẻ liên tục tới 11 giờ khuya tối nay, nên là các bạn phải giúp mình cho lớp học chúng ta nó đông lên trong thời gian chờ mình thay đổi cái giấy này. Các bạn chờ mình thay đổi cái giấy chút, ok chưa? Trong thời gian bạn chờ mình thay đổi cái giấy lại. Vâng. Mình đang thay đổi cái giấy lại một chút xíu thôi là nó xong ngay thôi. Mình đang thay đổi lại cái giấy này. Vâng, ok chưa? Một chút xíu là nó xong ngay thôi các bạn. Nhanh gọn lẹ thôi, ok. Đó, nhanh gọn lẹ thôi. Các bạn ơi, rất là nhanh gọn lẹ rồi. Xong rồi các bạn, xong rồi, ok chưa? Vậy thì mình đang chia sẻ nữa chân. Mỗi sáng chúng ta phải thức dậy và chúng ta tích lũy cho mình, ok chưa? Ba cái tài sản rất là quan trọng mỗi ngày. Tài sản thứ nhất là tài sản gì các bạn ơi? Các bạn comment xuống tài sản gì ? Tài sản sức khỏe, ok chưa? Sức khỏe. Tài sản sức khỏe. Tài sản thứ hai là tài sản gì các bạn ơi? Tài sản trí tuệ, ok chưa? Và tài sản thứ ba là tài sản gì ? Tài sản gì các bạn nhớ chưa? Tài sản về thời gian, ok chưa? Ba tài sản này là vô cùng quý. Nếu ai đó giữ được ba tài sản này, ok chưa? Cái đây là tài sản của ai Đây trong này chính là tài sản của ai Tài sản này là tài sản của ai Tài sản của chính bạn, ok chưa? Tài sản của chính bạn, ok chưa? Và nếu ai đó có cả ba tài sản này thì người đó vô cùng tuyệt vời. Các bạn giúp mình chia sẻ cái đoạn livestream này, ok chưa? Cái hình trên này các bạn không thấy, mình đang kéo lên một chút xíu. Ok chưa? Các bạn thấy rõ chưa? Nếu ai đó có ba cái tài sản này, các bạn giúp mình chia sẻ đoạn livestream này đến cho hơn 200 người. Bây giờ chúng ta chưa đến 200 người rồi. 200 người mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái kiến thức rất là tuyệt vời. Chưa tới 100 lượt chia sẻ. 196 người này, mỗi người một cái đoạn chia sẻ, đoạn video mình về tường của các bạn thôi, thì sẽ có rất là nhiều người lên. Bây giờ mình theo dõi thì mới có 99 lượt chia sẻ . Các bạn giúp mình chia sẻ đoạn video này đến lên tường nhà các bạn để cho nhiều người biết. Vậy thì mỗi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta tích lũy cho chúng ta cái tài sản gì các bạn ơi? Tài sản về sức khỏe, tài sản thứ hai là tài sản về trí tuệ, tài sản thứ ba là tài sản về thời gian. Và người nào họ có được ba cái tài sản này, tất cả những người thành công và giàu có trên thế giới này họ đều có được ba cái sức khỏe, ba cái tài sản rất là tuyệt vời này. Nếu bạn thiếu đi cái tài sản trí tuệ, bạn cũng không thể thành công và giàu có được. Bạn thiếu đi tài sản sức khỏe, bạn có rất là nhiều tiền, bạn cũng không có thể dùng được. Thời gian thì vô cùng quý. Chúng ta chỉ có bao nhiêu thời gian để chúng ta sống? Các bạn mình nhận ra điều này chưa? Chúng ta có bao nhiêu thời gian? Chúng ta có khoảng 840 tháng đến 960 tháng để chúng ta sống trong cuộc đời này thôi. Ok chưa? Chúng ta có bằng đó thời gian để chúng ta sống thôi. Bao nhiêu các bạn? 840 đến 960 tháng tương đương chúng ta 70 đến 80 tuổi các bạn, tương đương với 70 đến 80 tuổi đó.
Và nhưng mà nè, đã là 40 mấy tuổi rồi thì mình chỉ còn có khoảng một nửa thời gian trong cái chỗ này thôi. Còn trung bình khoảng hơn 400 tháng nữa để mình sống thôi. Các bạn cũng vậy, nên là chúng ta phải quý cái thời gian của mình. Nó là chúng ta đừng có ngủ nhiều. Chúng ta đừng có ngủ nhiều. À, ngủ nhiều, ngủ một ngày 6 tiếng thôi. À, chúng ta đừng có ngủ nhiều để sau này qua phía bên kia rồi ngủ. Sau này mà các bạn đi ngủ rồi á thì các bạn đi ngủ hoài luôn, kêu các bạn không có dậy. Ok chưa? Vậy thì bây giờ đúng 200 người ráng chia sẻ cho mình, đúng 200 người mình sẽ chia sẻ đến các bạn. Mình sẽ chia sẻ bạn cái tư duy nền tảng từ con số 0. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Đã hơn 200 người rồi, rất là tuyệt vời. Các bạn giúp mình chia sẻ đoạn video này. Các bạn giúp mình chia sẻ đoạn video này đến cho nhiều bạn. Vâng, 129 đoạn chia sẻ rồi. À, những bạn nào vào sau, bây giờ chúng ta chia sẻ về tường nhà mình. À, chúng ta được khoảng 200 đoạn chia sẻ, là các bạn thấy điều này nó vô cùng tuyệt vời. Mình mong bạn hãy chia sẻ gấp liền. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng để mình chia sẻ về cái chủ đề chính tư duy nền tảng con số 0 chưa? Đã sẵn sàng để mình chia sẻ chưa? Vâng. Bây giờ bắt đầu mình nói về tư duy nền tảng từ con số 0. À, bây giờ các bạn đã sẵn sàng rồi thì mình sẽ nói bạn tư duy nền tảng từ con số 0. Bạn có tập có viết chưa? Bạn nào chưa có tập có viết thì các bạn nó như thế nào ạ? Các bạn như thế nào ạ? Các bạn hãy nốt trực tiếp ở trên này luôn. Nếu bạn nào chưa có tập viết thì các bạn nốt trực tiếp lên này luôn. À, nhớ chia sẻ đến cho nhiều bạn bè của mình nhé. Ok chưa? Vậy thì mình nói với các bạn nói như vậy. Người kinh doanh và người làm công, người giàu và người nghèo, nó khác nhau cái gì các bạn? Nó khác nhau từ cái tư duy, nó khác nhau từ cái cách nghĩ thôi. Các bạn ghi vô đi ạ. Người làm công và người làm chủ doanh nghiệp, người giàu và người nghèo, nó khác nhau cái gì các bạn? Nó khác nhau về cái cách nghĩ, cái cách tư duy. Các bạn nói vô đi. Tất cả ở đây nó phải bắt đầu từ cái tư duy. Khác nhau về cách chúng ta nghĩ, khác nhau về cách chúng ta tư duy. Nếu các bạn được ai đó hướng dẫn các bạn cái cách tư duy thì bạn đã có được cái tư duy đó, thì chắc chắn rằng trước sau gì bạn cũng thành công, và trước sau gì bạn cũng trở thành một người làm chủ rất là tuyệt vời hết. Bạn Hà Vũ, bạn Hằng Oren rất là tuyệt vời, bạn Lê Kim Loan, đúng rồi. Chúng ta khác nhau về cái tư duy, chúng ta khác nhau về cái nghĩ, hay là mình đã nói là chúng ta khác nhau về gì ạ? Chúng ta khác nhau cái phần mềm. Cái phần mềm nó đang vận hành ở trong cái đầu của chúng ta nè. Chúng ta làm công bởi vì chúng ta bị cài đặt cái phần mềm làm công. Chúng ta làm chủ bởi vì chúng ta có được cái phần mềm làm chủ ai đó. Người giàu bởi vì họ cài đặt được cái gì ạ? Cái phần mềm mà giúp cho họ làm giàu. Còn người nghèo thì họ cũng bị cài đặt cái phần mềm mà làm cho họ nghèo. Các bạn nhớ không ạ? Nó là bắt đầu bây giờ chúng ta phải thay đổi đi cái tư duy. Thay đổi cái tư duy này, cái phần mềm này. Cái tư duy á, cái suy nghĩ, cái phần mềm. Cái suy nghĩ mỗi ngày nó đang kiểm soát bạn á. Các bạn hình dung chưa? Ok chưa? Vậy thì họ suy nghĩ nó như thế nào? Các bạn chưa? Cái phần mềm, mình luôn nói là cái phần mềm. Rồi, vậy cái suy nghĩ nó như thế nào? Bây giờ các bạn comment xuống đây, cái vừa rồi những gì mình chia sẻ các bạn thấy có hữu ích đúng không ạ? Nếu mà hữu ích, các bạn nói rằng điều này nó rất là hữu ích, điều này nó rất là tuyệt vời. Ok chưa? Các bạn nói là điều này nó rất là hữu ích, điều này nó rất là tuyệt vời. Comment xuống đi ạ. Điều này rất là hữu ích, điều này rất là tuyệt vời. Các bạn hãy chia sẻ đoạn video này giúp cho nhiều bạn của mình cùng biết nữa. Ngay bây giờ hãy chia sẻ xuống. Hãy tát những người bạn thân của mình vào. Mỗi người chúng ta góp phần một chút xíu giúp cho nhiều người họ thay đổi cái tư duy đi. Để gì à? Để người trẻ của chúng ta, người Việt của chúng ta càng ngày nhiều người đi làm kinh doanh hơn. Để chúng ta như thế nào à? Để chúng ta phát triển hơn. Đó là cái mà mình mong muốn các bạn hãy làm. Mỗi người góp phần một chút xíu. Tối mai mình bận đứng lớp rồi nên mình không live stream được. Tối mốt mình cũng bận đứng lớp rồi mình không live stream được. Tối thứ sáu tuần này mình rảnh, mình sẽ sắp xếp mình live stream. Chính vì yếu tố đó, chúng ta cùng nhau góp phần để cho nhiều người biết. Nên bạn nào vào sau, các bạn nhớ
chia sẻ ngay đoạn video này đến về nhà các bạn. Vừa rồi mình nói các bạn, người thành công và người nghèo, người làm chủ và người làm công khác nhau cái gì các bạn? Khác nhau cái tư duy, khác nhau cái phần mềm. Vậy thì người làm kinh doanh họ suy nghĩ cái gì? Cái suy nghĩ số 1, các bạn ghi vô, suy nghĩ số 1. Suy nghĩ số 1 của nó đó, suy nghĩ của một của người làm kinh doanh và người làm chủ đó, họ luôn nhìn thấy tiền ở khắp mọi nơi. Cái người làm kinh doanh á, họ luôn nhìn thấy khách hàng ở khắp mọi nơi, họ luôn nhìn thấy tiền chạy ở khắp mọi nơi. Các bạn ghi vô đây. À, đúng rồi, chúng ta sẽ trở thành đất nước của những người làm doanh nhân, đất nước của những người làm kinh doanh. Chúng ta đi khắp nơi trên thế giới này, mình có dịp mà đi khắp nơi trên thế giới này thì mình gặp người Hoa, họ đi đâu họ cũng làm kinh doanh hết. À, tuy nhiên mình gặp rất là nhiều người Việt của mình thì lại là chọn cái con đường kinh doanh rất là khó khăn. Vậy thì cái số 1, vậy thì cái tư duy của một người làm kinh doanh, của một người làm chủ là họ như thế nào? Họ nhìn thấy khách hàng ở khắp mọi nơi, họ nhìn thấy tiền ở khắp mọi nơi, họ nhìn thấy cơ hội ở khắp mọi nơi. À, họ, các bạn hiểu chưa? Tức là cái tư duy số 1 là họ nhìn thấy cơ hội ở khắp mọi nơi, họ nhìn thấy tiền ở khắp mọi nơi, họ nhìn thấy khách hàng ở khắp mọi nơi. À, các bạn nên nhớ, khi các bạn ra đường á, thì tiền nó chạy đầy đường luôn, họ nhìn thấy tiền nó chạy đầy đường. Tuy nhiên những người làm công thì như thế nào ạ? Họ thấy đầy rẫy những khó khăn, họ thấy toàn là những cái khó khăn không à. Họ thấy là họ chỉ vào công ty họ làm việc cho ai đó thì họ mới như thế nào à, họ mới làm ra tiền được, họ không thể tự ra kinh doanh được bởi vì họ không nhìn thấy cái đó. À, các bạn hình dung chưa? Nó là một người làm kinh doanh, các bạn phải thấy tiền ở khắp mọi nơi. Bạn thấy bây giờ mình ví dụ, các bạn có sẵn sàng để mình ví dụ chưa? Các bạn đã sẵn sàng để mình ví dụ chưa? Đúng rồi, nhìn thấy khách hàng ở khắp mọi nơi. Đúng rồi, nhìn thấy tiền ở khắp mọi nơi, rất là tuyệt vời. À, rất là tuyệt vời. À, các bạn có sẵn sàng để mình ví dụ chưa? À, nếu các bạn sẵn sàng rồi thì các bạn nói là sẵn sàng. À, chào bạn Hoàng Bá Thành, em mới vào. Chào bạn Nguyễn Phương. Chào bạn Hằng Oren. Bạn Hằng Oren hồi nãy giờ bạn rất là nhiệt tình. Chào bạn Nguyễn Xuân. À, chào bạn Lê Kim Loan, bạn rất là nhiệt tình. Chào bạn Hải Trung, bạn đã sẵn sàng. Bạn Hải Trung đã chia sẻ đoạn video này đến cho nhiều người chưa? Bạn Lê Trọng Thông, bạn đã chia sẻ chưa? À, bạn Râu Câu Tự Thanh, bạn đã chia sẻ chưa? À, bạn Nguyễn Bảo Trương, bây giờ bạn mới vào. Hồi nãy giờ đạn live stream nói rất là nhiều rồi, bây giờ bạn mới vào. Bạn Hồng Ngọc, bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn Phạm Hồng, bạn rất là sẵn sàng rồi. Tiền ở khắp mọi nơi, đúng rồi. Họ thấy tiền ở khắp mọi nơi, họ thấy khách hàng ở khắp mọi nơi, các bạn hiểu chưa? Họ thấy cơ hội ở khắp mọi nơi. Và các bạn phải set up cái đầu của mình, set up cái phần mềm của mình để nhìn thấy được cái điều đó. Mình sẽ ví dụ cho các bạn. Ví dụ như bạn đi ra ngoài đường đúng không? Bạn nhìn ra ngoài đường, như ở Sài Gòn này, bạn nhìn ra đường Điện Biên Phủ, ok chưa? Thì bạn thấy nó như thế nào à? Bạn thấy rất là nhiều người họ chạy. Hàng ngày họ chạy trên cái con đường đó. Các bạn thấy họ có tốn tiền chưa nè? Họ đã tốn tiền rồi. Họ đã chi tiền chưa à? Họ đã chi tiền rồi. Mỗi lúc bạn ra đường, bạn có tốn tiền mà. Bạn đã tốn tiền rồi. Vậy thì bạn đừng cứ nghĩ đó là người chạy, mà bạn nghĩ đó là tiền nó đang gì à? Nó đang chạy. Vậy thì nó đang chạy đi đâu vậy? Các bạn hiểu chưa? Nó đang chạy đi đâu vậy? Tiền nó đang chạy ở ngoài đường đó, nó chạy đi đâu đâu vậy? Vậy thì người nào họ nhìn thấy cái cơ hội đó, họ sẽ đón được cái dòng tiền đó. À, các bạn hiểu chưa? Vậy thì họ chạy đi để họ bỏ tiền ở vào cái chỗ nào? Bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là bạn phải nhìn thấy cơ hội đó. Hoặc là mình ví dụ các bạn có một lần mình đi xe ôm của ông taxi Uber, thì mình đang đi trên đường, mình đang đi á, thì tới chỗ Văn Thánh kẹt xe thì ổng cứ càm ràm, ổng nói là đường Sài Gòn lúc này sao kẹt xe quá. Ông nói ABC rồi vậy, ông nói sao mà kẹt xe quá. À, thì mình mới nói với ổng nó như vậy nè, mình nói với ổng nó như vậy này. Vậy thì anh có muốn không kẹt xe không?
ông nói muốn chứ. Vậy thì anh đi lên thành phố mới Bình Dương đi. À, nó đâu có kẹt xe. Ông nói lên thành phố mới Bình Dương thì nó không kẹt xe. Nhưng mà ông nói cái thành phố đó nó vắng hoe, nó không có người. Thì mình nói đúng rồi. Chỗ nào nó không kẹt xe thì nó vắng hoe, nó không có người thì nó không còn có cơ hội nữa. Bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì chúng ta đừng có nhìn thấy nó kẹt xe, mà chúng ta thấy là nơi đây rất là đông người, và đây là cơ hội để chúng ta kinh doanh, chúng ta kiếm tiền. Các bạn thấy chưa? Cái tư duy đó, cái tư duy ổng thấy đông người thì ổng rên kẹt xe, ổng rên rỉ, mà ổng không nhìn thấy đó. Nó là người giàu và người nghèo, họ nhìn thấy cái gì các bạn ơi? Một người là nhìn thấy khó khăn, một người là rên rỉ, còn một người kia là nhìn thấy cơ hội rất là tuyệt vời. Các bạn nhung ra rồi chưa? Họ thấy cơ hội rất là tuyệt vời và họ đi gì? Họ đi đón những cơ hội đó để họ kiếm tiền. À, bạn họ nhung ra điều này chưa? Nó là chúng ta cần gì? Chúng ta khác nhau cái tư duy, khác nhau cái cách nghĩ, à, khác nhau cái phần mềm này. Nó là chúng ta cần phải nhìn thấy cơ hội. Cái người thành công và người không thành công nó khác nhau cái cách nghĩ, chứ không phải là chúng ta có tiền hay không có tiền. Khi chúng ta nhìn thấy cơ hội đó và chúng ta sẽ nghĩ được cái cách làm sao để cho đưa tiền đó về túi chôn ta, chứ không phải là chúng ta nghĩ là chúng ta có tiền. À, những gì vừa rồi mình chia sẻ, các bạn có học được bài học gì và các bạn thấy có tuyệt vời không, thì bạn comment xuống, các bạn nói đây là những bài học rất là tuyệt vời, và các bạn chia sẻ cái đoạn video này đến cho gì à? Đến cho nhiều bạn biết hơn nữa, để họ mở mang ra cái tư duy. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ giúp cho nhiều người thành công và giàu có, bởi vì càng có nhiều người giàu thì cuộc sống chúng ta nó rất là tuyệt vời. Bởi vì nếu một mình bạn giàu thì bạn chán lắm, ai đi chơi với bạn đây, ai đi ăn nhà hàng sang với bạn đây, ai bay qua nước Anh, bay qua nước Mỹ, bay qua Dubai chơi với bạn đây, mấy bạn bạn nó nghèo hết thì ai đi chơi với bạn. Nên chúng ta phải giúp những người bạn chúng ta cùng nhau giàu lên, để chúng ta cùng nhau đi chơi với nhau, chúng ta cùng nhau đi uống cà phê với nhau. Bạn thấy không, sáng thứ hai là mình hai rảnh, mình gọi mọi người đi uống cà phê, nhưng mà ai cũng bận đi làm mất, bởi vì họ không có thu nhập nên họ phải đi làm, họ đâu có nghỉ rảnh được ngày đó. Nên chúng ta phải cùng nhau thành công và giàu có, chúng ta phải giúp cho nhiều người thành công và giàu có thì cuộc sống chúng ta nó mới chất lượng. À, các bạn nhận ra điều này chưa? Giàu một mình thì nó chán lắm, chúng ta phải cùng nhau giàu, và muốn giàu thì chúng ta phải đi làm kinh doanh, chúng ta phải đi làm kinh doanh. Hơn 80% những người giàu trên thế giới này họ là những người kinh doanh rất là tài năng, cái bài toán đó đã được chứng minh rồi. À, vậy thì người giàu với nghèo nó khác nhau về gì? Nó khác nhau cái tư duy. Cái người làm kinh doanh và cái người làm công nó khác nhau gì ạ? Nó khác nhau cái tư duy. Và các bạn phải cài đặt lại cái tư duy. Và nếu mà các bạn không cài đặt lại cái tư duy á, thì các bạn như thế nào ạ? Cái tư duy bạn nó đang bị vấn đề. Và những thằng bạn của mình có những thằng bạn của mình, cái tư duy nó bị virus. Tư duy nó bị gì các bạn ơi? Tư duy nó bị virus. Ok chưa? Hôm nay cái chương trình của chúng ta đi liên tục, mình quay lại và mình đưa lên cái bảng để cho các bạn thấy. Mình quay lại rồi, các bạn có thấy mà, mình quay ra. Ok, mấy bạn của mình nó cũng cài đặt tư duy, nhưng mà nó cài đặt tư duy bị virus. Ok chưa? Mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy cái tư duy của tụi nó bị virus nó như thế nào. Ok chưa? Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ chưa? Mấy bạn của mình là nó bị cái tư duy, và cái tư duy nó bị virus. Ok chưa? Như thế nào là bị virus? Ok chưa? Nó không ra làm kinh doanh, nó không ra làm chủ, bởi vì hiện tại nó đang đi làm công và nó đang nhận mức lương, người ta gọi là mức lương ổn định. Ok, các bạn hình dung ra ổn định chưa? Ổn định, nó nói rằng là ổn định. Mình hỏi là bạn thu nhập một tháng bao nhiêu mà bạn nói là bạn ổn định. Nó kêu nó làm lương một tháng 15 triệu. Có đứa nó nói nó làm lương một tháng 20 triệu. Mà gia đình nó còn có vợ con nữa, cần phải rất là nhiều cầu vài thứ, mà nó nói cái chữ ổn định. Có 20 triệu một tháng mà nói chữ ổn định. Người ta làm kinh doanh, người ta thu nhập vài trăm triệu một tháng mà người ta chưa dám nói cái chữ ổn định. Mà nó có 20 triệu một tháng mà nó nói cái chữ ổn định. Các bạn thấy
cái tư duy của tụi nó vui mà tụi nó vui lắm. Cái tư duy tụi nó, tức là nó nói một cái tư duy mà không thể chấp nhận được. Một cái tư duy nó làm mình nói cái từ ổn định nó không có phù hợp, mà phải nói tới từ gì? Ổn định cộng thêm chữ gì các bạn ơi? Cộng thêm chữ gì? Chữ nghèo. Nghĩa là sao? Nghèo ổn định, các bạn hiểu chưa? Nghĩa là gọi gì? Nghèo ổn định. Nó ổn định nhưng nó nghèo. Nó nghèo nhưng nó ổn định. Nó nghèo đến nỗi nó vô cùng ổn định. Nó nghèo đến nỗi nó ổn định luôn. Các bạn chưa? Nên là cái tư duy như vậy là tư duy ổn định. Tức là 20 triệu mà nghĩ đó là ổn định thì cái tư duy nó bị virus rồi. Đúng rồi chứ nữa. À, mà nó không chịu thay đổi đi. Mình chứng minh cho các bạn thấy này, chúng ta chỉ có một tháng, đúng không? Một năm chúng ta có 12 lần lãnh lương. Mấy lần lãnh lương các bạn? 12 lần lãnh lương. À, các bạn không thấy đúng không? Mình kéo lên cho các bạn thấy, ok chưa? Một năm chúng ta có mấy lần lãnh lương các bạn ơi? Một năm chúng ta có mấy lần lãnh lương? À, các bạn có thấy chưa? Các bạn có thấy cái con số mình ghi không ạ? Các bạn có thấy con số là một năm chúng ta có mấy lần lãnh lương? Chúng ta có 12 lần lãnh lương. Cuộc đời chúng ta làm việc khoảng 30 năm, chúng ta có 360 lần chúng ta lãnh lương. À, chúng ta có 360 lần chúng ta lãnh lương. À, mình ghi tới đây thì mấy bạn mình nó nói mình ghi sai rồi. À, mình hỏi ghi sai cái gì? Nó nói một năm nó lãnh tới 13 lần lận. Ok chưa? Các bạn thấy chưa? Nó tính kỹ quá nên nó vẫn cứ cái gì à? Nó vẫn cứ nghèo. Mà người nghèo thì thường hay tính gì các bạn ơi? Người nghèo thì thường hay tính kỹ. Nó ngộ lắm, người nghèo nó tính kỹ lắm. Người nghèo họ nhớ chính xác số tiền trong túi họ có bao nhiêu. Đứa nào nợ họ đồng nào họ nhớ ngay. Người giàu hỏi họ có bao nhiêu tiền, họ nói từ từ tôi hỏi kế toán tôi đã. Các bạn học chung ra điều này chưa? Nếu mà những gì vừa rồi mình chia sẻ nó thấy hữu ích thì các bạn comment xuống, các bạn thấy điều này nó quá tuyệt vời, điều này nó quá hữu ích. Các bạn chia sẻ nhanh đi à. Ok, các bạn chia sẻ nhanh đi à. Các bạn thấy điều này nó quá hữu ích. Và các bạn đã chia sẻ cái đoạn video đến cho nhiều người biết chưa? Ok chưa? Bây giờ mình kiểm tra thử xem đã bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nha. Chúng ta phải ít nhất, chúng ta phải đạt được mục tiêu là 200 lượt chia sẻ các bạn à. Phải 200 lượt chia sẻ. Mới có 180 lượt chia sẻ thôi các bạn. Ok chưa? Mỗi người chỉ cần bấm một chia sẻ thôi thì chúng ta sẽ có rất là nhiều lượt chia sẻ. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì hồi nãy giờ mình đang nói tới số 1. À, chào bạn Mỹ Giang, chào bạn Ngô Chí Trung, à, chào bạn Vũ Thanh Hiền, 12 lần lãnh lương, ok. Bạn Sương Nguyễn, rất là tuyệt vời. Bạn Diễm Đoan, rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn Khuyên, bạn Vũ Thanh Hiền, ok chưa? Các bạn rất là tuyệt vời. Bạn Trần Sơn Đặng, ok chưa? Các bạn rất là tuyệt vời, ok chưa? Các bạn chờ mình mở cửa ra cho nó mát một chút xíu, ok chưa? Rồi, à, bạn Giác Nguyễn, rất là tuyệt vời. Nếu các bạn thấy điều này hữu ích thì các bạn nói là điều này rất là hữu ích. Bạn Ngọc Yến, ok. Bạn Lê Kim Loan, các bạn nhớ chia sẻ. Bạn Hoàng Thái Phương, ok, rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn Bảo Trương, rất là tuyệt vời. Vậy thì hồi nãy giờ mình lại đi tiếp nè. Các bạn sẵn sàng để mình đi tiếp chưa? Các bạn sẵn sàng để mình đi tiếp chưa? Cái phần quan trọng nó còn ở phía sau. Chúng ta chia sẻ tới 11 giờ đang bận. Các bạn hãy lấy tập ra và các bạn ghi vô. Và mỗi lần mình nói á là các bạn phải nói chung với mình. Để gì? Để nó cài đặt vào tiềm thức luôn. Ok chưa? Các bạn nói với mình nè. Các bạn sẵn sàng nói với mình chưa? Các bạn đặt hai tay lên ngực của mình. Các bạn nói là tôi là chủ doanh nghiệp thành công. À, các bạn nói lên để mình nghe. Các bạn đặt hai tay lên đầu. Các bạn nói tôi là chủ doanh nghiệp thành công. Các bạn đưa hai tay lên trời. Các bạn nói tôi là chủ doanh nghiệp thành công. Nói mạnh mẽ lên các bạn, để cho cái con người của chúng ta nó tuyệt vời ra, nó năng lượng ra. Đừng có phải hoạt động ra, vừa ghi chép nè. Các bạn nghe rộng ra nè, vừa ghi chép nè, vừa comment nè, vừa tuyên bố nè, để con người chúng ta nó năng động ra. Đừng cứ ngồi im vậy, đừng cứ ngồi rù vậy, nó chán lắm. Các bạn như thế nào? Phải vô cùng năng lượng, phải vừa làm việc vừa chia sẻ. Các bạn hình như chưa? Chúng ta phải cài đặt ngay tư duy chúng ta. Tôi là người chủ thành công, tôi là người chủ thành công. Rồi, hồi nãy mình đang nói cái số 1 của họ là người làm kinh doanh. Họ nhìn đâu họ cũng thấy cơ hội.
họ nhìn đâu họ cũng thấy khách hàng, họ nhìn đâu họ cũng thấy tiền. Khác nhau ở cái chỗ gì các bạn ơi? Như họ khác nhau gì? Họ khác nhau cái cách nhìn, cái góc nhìn, cái phần mềm của họ. Còn người làm công là họ nhìn đâu họ cũng không thấy cơ hội, họ sợ sệt lắm, họ sợ phải bước ra, họ sợ bị té, họ sợ rất là nhiều thứ. Ok chưa? Nên các bạn viết vô, các bạn viết vô phải ngực của mình các bạn nhé. Ok, bạn Hữu Toàn, ok, rất là tuyệt vời. Các bạn ở mọi miền đất nước, các bạn ở khu vực nào thì các bạn comment vô, các bạn đang ở cái khu vực đó, các bạn đang ở khu vực nào thì các bạn ở khu vực đó để cho mình biết. Bạn Trần Minh Sang, bạn rất là tuyệt vời. Bạn Tiến Nguyễn, bạn rất là tuyệt vời. Bạn đang ở khu vực nào? Bạn nào ở miền Tây thì ghi miền Tây, bạn nào ở Hà Nội thì ghi Hà Nội, bạn nào ở ở Sài Gòn thì ghi Sài Gòn, bạn nào ở Bình Định thì ghi Bình Định, bạn nào ở bên Nhật thì ghi ở Bơ Nhật. Cảm ơn bạn Lê Khánh rất là tào lao bạn. Ok, vậy thì bạn đừng có xem nha. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn Đình Hoàng Sơn, bạn rất là năng lượng. Ok, vậy thì bây giờ bắt đầu cái tư duy số 2. Các bạn sẵn sàng cái số 2 chưa? Các bạn sẵn sàng cái số 2 chưa? Dạy lớp làm giàu để làm giàu. Mình chẳng dạy làm giàu đâu. Bạn muốn giàu là quyền của bạn. Ok chưa? Mình không có dạy các bạn làm giàu, mình đang chia sẻ cái suy nghĩ của mình thôi. Ok chưa? Còn các bạn muốn giàu hay không là quyền của bạn. Ok, không ai bắt bạn phải giàu hết. Bạn cứ nghèo đi cũng không sao hết. Bạn vẫn cứ sống thôi. Bạn hình dung chưa? Bạn Thảo Nguyên ở Bình Dương. Ok, bạn Hằng còn ở Bình Dương à. Ok, bạn Lê Đồng Thắng, bạn ở Sài Gòn. Các bạn ở khu vực nào? Các bạn comment vô cho nó vui. Ở khu vực nào chúng ta comment vui. Và chuẩn bị bạn Đỗ Văn Chính ở Bình Thạnh. Ok, bạn chuẩn bị để mình chia sẻ cho các bạn cái phần thứ hai. Comment vô rồi chia sẻ phần hai cho vui. Bạn Thanh Hương Missy ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Hoàng ở Thanh Đa. Ok chưa? Lúc xưa mình ở Thanh Đa. Bạn Nguyễn Hữu Toàn ở Sài Gòn. Bạn Hằng Oren. Bạn Hồng ở Sài Gòn quận 9. Ok chưa? Các bạn comment luôn bạn ở cái khu vực nào. Bạn Phú ở Long An mới vừa lên. Ok, bạn Lê Kim Giòn. Tư duy virus đó tài. Ok chưa? Đúng rồi. Các bạn nói tư duy về virus không thành vấn đề. Trường Chăm Cứu. Ok, bạn Trường Chăm Cứu, bạn Vũ Thanh Hiền. Ok, hay quá, rất là tuyệt vời. Bây giờ các bạn sẵn sàng chưa? Cái tư duy số 2, mình chia sẻ bạn tư duy số 2. Tư duy số 2 nè. Những người làm kinh doanh, những người làm chủ doanh nghiệp, họ xem việc kinh doanh nó như một trò chơi. Bạn hình dung chưa? Họ xem cái việc kinh doanh nó như một trò chơi, họ xem cái việc làm ra tiền nó như một cái trò chơi, nó như một cái game. Bạn hình dung ra điều này chưa? Nó như một cái game, nó như một cái trò chơi, nó không có gì phải nặng nề hết. Họ xem cái việc đó nó như một cái game. Và các bạn đã từng chơi game rồi, các bạn thấy á. Bạn Tuần Dương ở quận 12 rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn Xuân Trí bây giờ bạn mới vào. Bạn thứ gì? Bạn Tú Nhiên ở Hà Nội. Ok, bạn Nguyễn Thanh Thúy bạn đã sẵn sàng rồi. Bạn Thiện Ích Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ anh đang ở đâu anh gì? Mình ở Thành phố Hồ Chí Minh chứ ở đâu bạn? Ok chưa? Sao bạn hỏi mình cái câu đó rất là thú vị. Vậy là lần đầu tiên bạn vô. Rồi sao? Em đang bị virus nặng. Đúng rồi, bạn đang bị virus nặng. Biết mình bị virus là tuyệt vời bạn. Bạn biết mình bị virus là tuyệt vời. Chỉ sợ nhất là mình bị virus đến nỗi mà mình không biết mình đang bị virus. Còn đang biết mình bị virus nghĩa là bạn đang rất là tuyệt vời. Ok chưa? Người làm chủ họ xem cái việc kinh doanh nó như một cái game. Và hồi giờ các bạn đã từng chơi một cái game nào chưa? Vậy thì chúng ta chơi game như thế nào? Có lúc chúng ta chơi thua, có lúc chúng ta chơi thắng. Vậy thì khi nào chúng ta chơi thua? Khi nào chúng ta đi chơi thua các bạn? Khi nào nhỉ? Khi chúng ta mới chơi cái game đó, khi chúng ta chưa rành về cái game đó, khi chúng ta chưa hiểu về luật chơi của game đó, khi chúng ta mới có chập chững vào chơi, chúng ta chưa luyện nhuyễn, thì phần lớn là chúng ta bị thua hoặc chúng ta hên. Hoặc chúng ta hên thôi. Vậy thì làm sao để chúng ta chơi thắng? Cái bài toán là làm sao để chúng ta chơi cái game này thắng? Bạn chơi cờ tướng, cờ vua cũng vậy, hoặc là bạn chơi một cái game nhỏ vậy, làm sao để chúng ta thắng? Làm sao các bạn ơi? Làm sao để chúng ta thắng cái game? Rất là đơn giản. Để chúng ta thắng cái game đó thì chúng ta phải học được cái thứ nhất là cái luật chơi. Chúng ta phải học được cái luật chơi. Chúng ta phải hiểu được luật chơi. Trong kinh doanh chúng ta cũng phải hiểu được luật chơi. Khi kiếm tiền chúng ta cũng phải hiểu được luật chơi.
không phải không không mà chúng ta thắng được. Chúng ta phải hiểu được luật chơi. Các bạn comment xuống phải hiểu được luật chơi. À, bạn ở Cần Thơ, bạn mới vào, những bạn mới vào thì các bạn nhớ chia sẻ cái đoạn livestream này, chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người. Các bạn chia sẻ đi ạ. Các bạn giúp mình chia sẻ đi ạ. Giúp cho nhiều người lên online đang học cái này, giúp cho nhiều người mọi miền đất nước cùng học cái này. Lớp học chúng ta càng đông thì chúng ta càng vui các bạn. Lớp học chúng ta càng đông là chúng ta vui, không thể tưởng tượng được. Ok, chúng ta phải hiểu được luật chơi. Chơi cái gì cũng vậy, dù một cái trò chơi rất là đơn giản, chúng ta cũng phải hiểu luật chơi. À, nếu chúng ta không hiểu luật chơi thì chúng ta bị phạm luật mà chúng ta không biết. À, vậy thì ra kinh doanh cũng vậy, chúng ta cũng phải hiểu cái luật chơi của kinh doanh. À, đi kiếm tiền cũng vậy, chúng ta phải hiểu luật chơi của kiếm tiền. Ok chưa? Chúng ta làm chủ là chúng ta tạo ra sản phẩm và dịch vụ chúng ta bán cho khách hàng. Sản phẩm chúng ta phải làm ăn rất là đàng hoàng và tử tế. Bạn hình dung vô chưa? Luật chơi của kinh doanh là chúng ta phải tạo ra được sản phẩm đàng hoàng và tử tế. Nếu chúng ta làm hàng mà không đàng hoàng tử tế thì sau này nó sẽ tự trả lại cho chúng ta. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Các bạn có biết cái vụ Khải Siêu chưa? Ok chưa? Vụ Khải Siêu thì ai cũng biết rồi. Các bạn có biết cái vụ của Vedan chưa? Ok chưa? Ai cũng biết rồi. À, chúng ta phải hiểu được cái luật chơi. Nghĩa là luật chơi của kinh doanh là chúng ta phải tạo ra sản phẩm và dịch vụ. Ok chưa? Nó đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. À, chúng ta phải hiểu được làm ăn kinh doanh là chúng ta phải tử tế. Mình không nói đến cái từ đạo đức nó nặng quá. Mình chỉ nói cái từ tử tế. Tử tế ở đây nghĩa là chúng ta trao cho khách hàng cái sản phẩm chất lượng và chúng ta nhận tiền từ khách hàng một cách rất là xứng đáng. Các bạn hình dung chưa? Chúng ta nhận tiền một cách rất là xứng đáng. Ok chưa? Nếu chúng ta nhận tiền không xứng đáng thì chúng ta bị vướng cái gì? Chúng ta bị vướng cái gì? Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ chưa? Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cái gì ạ? Nếu chúng ta không đàng hoàng, ví dụ chúng ta không đàng hoàng thì chúng ta vướng gì ạ? Chúng ta không đàng hoàng, chúng ta làm ăn kinh doanh, chúng ta cũng có lợi nhuận chứ không phải chúng ta không có lợi nhuận đâu. À, chúng ta vẫn có lợi nhuận. Tuy nhiên cái lợi nhuận đó mà chúng ta mang về, ok chưa, nó không có xứng đáng. À, chúng ta vẫn có lợi nhuận, nhưng cái lợi nhuận đó người ta gọi là lợi nhuận gì, các bạn biết không? Lợi nhuận gì à? Lợi nhuận gì các bạn ơi? Các bạn comment xuống cho mình. Lợi nhuận gì à? Hồi nãy mình đã nói rồi, cái cách học ở đây là các bạn phải vừa ghi, vừa comment, vừa share, vừa tác bạn mình về. Phải vô cùng năng lượng. Chúng ta phải vô cùng năng lượng. Lợi nhuận gì các bạn ơi? Các bạn comment xuống cho mình. Lợi nhuận gì? Ok chưa? Nếu chúng ta không biết cách thì chúng ta sẽ đang tạo ra một cái lợi nhuận mà người ta gọi là lợi nhuận gì à? Lợi nhuận gì các bạn ơi? Lợi nhuận xấu, đúng rồi. Chúng ta tạo ra lợi nhuận xấu. Chúng ta đang tạo ra cái lợi nhuận xấu. Chúng ta tạo ra cái doanh thu xấu. Nghĩa là chúng ta đang gieo những cái hạt xấu, nên chúng ta nhận về những cái điều xấu. Các bạn hình dung chưa? Đó là bởi vì chúng ta kinh doanh không tử tế. Và cách đây mấy ngày có một bạn hỏi mình một cái câu rất là hay. Ok chưa? Các bạn nhớ chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người. Bởi vì lớp học chúng ta càng đông là chúng ta càng vui. Giúp cho nhiều người biết ra làm kinh doanh. Và nhiều người càng tử tế thì cái cuộc chơi kinh doanh nó rất là tuyệt vời. À, chúng ta các bạn thôi mà. À, lợi nhuận xấu. Ok, làm ăn kinh doanh không tử tế, chúng ta đánh lặn con đen, nghĩa là chúng ta đang tạo ra cái lợi nhuận xấu, cái doanh thu xấu. À, cái doanh thu thứ xấu nghĩa là chúng ta đang cố tình gieo ra những cái xấu, thì trước sau gì nó cũng bể, nó không có tồn tại theo thời gian được. Cách đây vài ngày có một bạn hỏi mình một câu vô cùng hay. Hay không thể tưởng. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không? Nếu các bạn sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống và nói là sẵn sàng rồi. À, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không? Nhớ chia sẻ, bạn nào mới vô thì nhớ bấm nút chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người biết. À, một cái đường là livestream của chúng ta đến 11 giờ khuya hôm nay lận. À, và chúng ta cần phải
cần phải biết những cái tư duy như này. Nếu các bạn nào chưa làm chủ thì các bạn phải ngồi và chia sẻ. Bây giờ là đã được 225 lượt chia sẻ rồi. Cái mục tiêu chúng ta phấn đấu sắp tới chút xíu nữa là sao phải lên 300 lượt chia sẻ các bạn vô ra điều này chưa? Chúng ta tạo ra lợi nhuận xấu. Vậy thì vừa rồi có một bạn hỏi mình một cái câu rất là hay, bạn Hoàng Minh Thắng rất là tuyệt vời. Bạn Hoàng Minh Thắng, chào bạn Hoàng Minh Thắng, lâu quá chưa gặp em. Và em nhớ chia sẻ đoạn livestream này đến cho những người em ha, bạn Trịnh Tiến Kiên Giang rất là tuyệt vời. Bạn hỏi mình như vậy này, vậy cái ông Khải Siêu đó, ổng giỏi vậy, ổng làm ăn như vậy mà sao ổng không xử lý được cái việc này để nó bể, nó sạc nghiệp được. Mình nói, không phải là ông không giỏi, không phải là ông thông thông minh. Ổng làm được như vậy là ổng vô cùng giỏi và ổng vô cùng thông minh. Ok chưa? Ổng giữ được tới bây giờ là ổng vô cùng giỏi và ổng vô cùng thông minh. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Thì ổng mới thành công và giàu có như vậy. Ổng giỏi vô cùng. Tuy nhiên, các bạn nên nhớ, khi chúng ta tạo ra quá nhiều cái lợi nhuận xấu và quá nhiều cái hạt xấu thì sao ? Chúng ta không, cái sự thông minh của chúng ta đó, cái sự thông minh của chúng ta đó, nó không gì ? Nó không bị hết được. Và nó xì, nó chỉ cần xì ra ở một cái chỗ nào đó thôi. Nó chỉ cần xì ra ở một cái chỗ nào đó thôi thì lập tức nó bùng nổ bự liền. Bạn hình dung chưa? Ông rất là thông minh chứ, tại sao ông không thông minh được? Nhưng mà không thể bị chết được. Cái sự thông minh của ông, cái lợi nhuận xấu, cái càng ngày nó càng lớn ra, nó nở ra và nó vượt ngoài cái sự thông minh của ông luôn. Các bạn hình dung ra được chưa? Nên ông không bị chết được. Các bạn nên nhớ như vậy. Họ không có bị chết được. Đó là cái câu mình chia sẻ đến các bạn đó, và bạn đó nói, ồ, cái điều này nó rất là tuyệt vời. Ok à? Và đúng rồi. Chào bạn Thanh Lê, rất là tuyệt vời, hôm nay bạn vào. Chào Hồng Trang, bây giờ em vào, ok chưa? Vậy thì mình lại nói tiếp, chúng ta đang chia sẻ tới cái phần nào rồi các bạn ơi? Chúng ta đang chia sẻ tới cái phần nào rồi? Các bạn comment xuống đi. Chúng ta đang chia sẻ tới cái phần nào rồi? Ok chưa? Các bạn nhắc mình đi, mình không nhớ rồi. Các bạn nhớ chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người, tag bạn bè mình vào để cùng nhiều người cùng học, để lớp chúng ta nó đông nó vui. Lớp chúng ta làm sao phải lên 300, lớp chúng ta làm sao phải lên 300 người thì nó mới vui được các bạn ơi. Đúng rồi, mà đang nói tới lợi nhuận xấu. Ok chưa? Kinh doanh là phải đàng hoàng, còn nếu không đàng hoàng, các bạn đang tạo ra cái lợi nhuận xấu, các bạn tạo ra cái doanh thu xấu, vì nghĩa là cái điều đó các bạn đang gì các bạn đang góp phần, rồi các bạn lấy cái lợi nhuận xấu đó các bạn lại đi đầu tư tiếp, nghĩa là các bạn đang gieo những cái hạt xấu đó và càng ngày nó càng lớn ra, nên bạn bịt không có được. Bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là chúng ta càng phải kinh doanh tử tế để cho thu về những đồng tiền nó rất là tử tế. Ok chưa? Và chúng ta tạo ra lợi nhuận nó rất là tử tế. Mình không nói đến cái từ đạo đức, cái từ đạo đức nó nặng nề lắm. Ok chưa? Rồi tiếp tục, các bạn sẵn sàng để mình tiếp tục chưa? Vậy thì ngay từ đầu nó như thế nào? Ngay từ đầu những người làm kinh doanh họ đã ý thức rằng, những người làm chủ họ đã ý thức rằng đây là một cái game, kinh doanh là một cái game, kiếm tiền là một cái game. Nó là họ phải học cái kỹ năng chơi game, họ phải học cái kỹ năng chơi game và làm sao đó trong cái trò chơi đó chúng ta chiến thắng. Các bạn nhận ra điều này chưa? Chúng ta chiến thắng và chúng ta phải hiểu được luật chơi. Luật chơi ở đây là chúng ta phải tạo ra sản phẩm gì ? Chúng ta phải tạo ra sản phẩm gì ? Tạo ra sản phẩm đàng hoàng và tử tế để chúng ta nhận được các cái kết quả lợi nhuận về, doanh thu về là rất là tử tế. Bạn hình dung chưa? Đó là luật chơi thứ nhất. Luật chơi thứ hai, ok chưa? Là chúng ta phải phục vụ khách hàng của mình, giúp cho khách hàng như thế nào càng ngày càng phát triển lên. Tuy nhiên, khách hàng chúng ta luôn có ba dạng khách hàng. Chúng ta không mong gì để gì Chúng ta không mong để gì Để phục vụ hết tất cả các khách hàng được. Chúng ta luôn có mấy dạng khách hàng bạn? Ba dạng khách hàng. Một dạng khách hàng là họ luôn ủng hộ ta. Chúng ta có luôn ba dạng khách hàng.
một dạng khách hàng là họ luôn ủng hộ họ ta, họ luôn ủng hộ những gì chúng ta làm. Khi các bạn làm thực tế thì luôn có những người họ ủng hộ các bạn làm, họ luôn ủng hộ sự phát triển của chúng ta, họ luôn góp ý cho chúng ta, họ luôn gì à? Họ luôn làm họ luôn muốn chúng ta phát triển mỗi ngày. Nếu chúng ta có làm sai thì họ góp ý ta. Đó là dạng khách hàng rất là tuyệt vời. Cái dạng khách hàng thứ hai là cái dạng khách hàng thợ. Cái dạng khách hàng thứ hai là cái dạng khách hàng thợ. Như thế nào là thợ? Bạn làm tốt hay bạn làm không tốt thì ok. Họ thích thì họ mua, họ không thích thì thôi, họ bỏ bạn qua. Nếu mà họ mua về mà đạt thì họ làm, không đạt thì thôi, họ bỏ qua một bên, họ cũng chả quan tâm gì nhiều. Gọi là khách hàng thờ ơ. Và dạng khách hàng thứ ba là khách hàng anti. Khách hàng bạn làm kiểu gì thì họ cũng không thích bạn hết. Họ mà sản phẩm bạn tốt thì họ cũng không thích, mà bạn phục vụ không tốt thì họ cũng không thích. Mà phần nhiều những khách hàng này á thì họ như thế nào họ cũng không có bao giờ mua hàng của bạn đâu. Họ chỉ đứng ở ngoài, họ phát biểu, họ chửi đổng thì giỏi thôi. Ok chưa? Như hồi nãy á, ở trên đoạn livestream này nè, có những người khách hàng họ nói là rất là tào lao. Nhưng mà mình hỏi như họ là như thế nào là tào lao nhỉ? Ok, thì có lẽ là họ không bao giờ họ định nghĩa được. Và nếu mà họ định nghĩa ra thì bạn cười bể bụng luôn. Ok chưa? Bởi vì chính cái người gõ ra đó mới là người tào lao. Nhưng mà cái đó nó không là quan trọng. Quan trọng nhất là ở chỗ này nè các bạn ạ. Quan trọng nhất là ở chỗ này. Điều đó có nghĩa là gì? Thế giới chúng ta vô cùng phong phú. Nếu mà bạn đang kinh doanh mà người nào gặp bạn của đó, sản phẩm anh tuyệt vời, 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 100 người đều nói sản phẩm anh tuyệt vời, 1000 người đều nói sản phẩm anh tuyệt vời, 1 triệu người cũng nói sản phẩm anh tuyệt vời, ai cũng nói sản phẩm anh tuyệt vời, thì nó như thế nào các bạn biết không? Bạn chán chết đi, bạn chán lắm, bạn chán vô cùng. Kinh doanh mà ai cũng nói sản phẩm mình tuyệt vời thì chả còn gì để kinh doanh nữa. Các bạn có hiểu ra điều này chưa? Không còn gì để kinh doanh nữa, nó chán kinh khủng luôn, nó ngán lắm. Cái sự tuyệt vời của kinh doanh là cái sự đa dạng. Có những khách hàng khen chúng ta, có những khách hàng thờ ơ với chúng ta, có những khách hàng như thế nào họ chỉ trích ta. Và thế là cái gì thế là cái gì chúng ta phải nỗ lực hơn, nỗ lực hơn, nỗ lực hơn mỗi ngày. Bạn hình dung chưa? Bạn phải hiểu được cái luật chơi trong kinh doanh. Bạn đã ra kinh doanh thì nó như là một cái game, và bạn phải hiểu được cái game đó. Bạn hình dung chưa? Những gì vừa rồi mình chia sẻ bạn thấy là tuyệt vời thì bạn comment xuống và bạn thấy cái chia sẻ này nó quá tuyệt vời. Ok chưa? Bạn nói cái chia sẻ này nó rất là tuyệt vời. Bạn comment vô đi mình mong muốn nhận được năng lượng từ bạn. Nếu mà bạn không comment vô thì các bạn phải la lớn lên, các bạn thấy nó rất là tuyệt vời, la lớn đến nỗi mà mình ngồi ở đây mình nghe được cái tiếng của bạn. Bạn phải la lớn lên để gì? Để bạn năng lượng vô và bạn nói rằng là cái chia sẻ này nó quá tuyệt vời. Ok chưa? Nó làm cho năng lượng bạn, bạn ghi xuống, bạn comment vô, có người của bạn, con người của bạn nó luôn năng lượng, nó luôn tích cực. Bạn hình dung ra điều này được chưa? Nghĩa là ra kinh doanh chúng ta phải hiểu được luật chơi. Chúng ta phải hiểu được cái luật chơi trong kinh doanh. Nếu chúng ta không hiểu được luật chơi trong kinh doanh, chúng ta phải hiểu được chơi game. Khi lái xe chúng ta phải hiểu được cái luật lái xe. Rồi xong chúng ta phải học được những kỹ năng lái xe. Thì chúng ta mới lái xe tốt được. Ra kinh doanh cũng y như vậy. Chúng ta phải hiểu được luật chơi, chúng ta phải học được những kỹ năng để chơi game. Và chúng ta phải biết được cái chiến thuật, hay người ta gọi là chiến thuật và chiến lược. Các bạn nhận ra điều này, để chúng ta thắng cái game đó. Chúng ta phải nắm được chiến thuật và chiến lược để chúng ta thắng được cái game đó. Bạn nào thấy mình chia sẻ hữu ích thì các bạn nói vô là cái chia sẻ này rất là hữu ích để mình nhận được năng lượng từ các bạn. Và khi mình nhận được năng lượng từ các bạn thì mình lại chia sẻ, nó lại lửa nữa. Cái cuộc sống nó ý nghĩa là như vậy.
những người khách hàng chơi chúng ta cũng thấy đó là động lực để chúng ta làm việc. Những khách hàng thờ với chúng ta phải cố gắng chúng ta làm để họ không thờ với chúng ta. Những khách hàng khen với chúng ta, họ đang tiếp năng lượng của chúng ta để chúng ta tiếp tục làm tiếp nữa. Điều tuyệt vời nhất của kinh doanh là gì? Điều sung sướng nhất của kinh doanh nó là gì? Sung sướng nhất của kinh doanh nó không phải là tiền, mà nó khi được khách hàng họ chân thành, họ cảm ơn ta. Sướng nhất trong cuộc đời kinh doanh, sướng nhất là ở chỗ đó được mọi người họ cảm ơn ta. Và khi họ cảm ơn ta thì cái điều đó nó sướng không thể tưởng được, không tiền bạc nào bù đắp được. Bạn hình dung ra điều này chưa? Rất tuyệt vời, bạn hạ anh. Và bạn nào đang online thì các bạn giúp mình chia sẻ cái đoạn live stream này đến cho nhiều người. Và cái lớp học của chúng ta sẽ diễn ra đến hơn 11 giờ khuya hôm nay, nên chúng ta phải đang cố gắng. Và bây giờ các bạn sẵn sàng chưa? Đó. Chúng ta phải hiểu về cái game chơi, chúng ta phải hiểu về game chơi kinh doanh, game chơi kiếm tiền, game chơi bán hàng, game marketing và kể cả game đầu tư. Chúng ta phải hiểu về tất cả các cái game đó. Bạn hình dung chưa? Các bạn hình dung ra điều này chưa? Đã là người kinh doanh thì chúng ta phải gì ạ? Phải đi kinh doanh rất là nghiêm túc và phải học cái game đó để chúng ta chơi nó rất là nghiêm túc. Đừng bao giờ chơi game mà chúng ta không hiểu luật và chúng ta chơi không đến nơi thì cái kết quả là ai à? Là chính chúng ta. Nên bây giờ các bạn chia sẻ cái đoạn này ra đến cho nhiều người. Ok chưa? Cái thứ ba, cái tư duy thứ ba, các bạn sẵn sàng chưa? Cái tư duy số 3. Các bạn nên nhớ cuối cái live stream này, trước khi mình kết thúc, các bạn sẽ trả lời cho mình những cái câu hỏi nó rất là quan trọng. Nên các bạn phải theo dõi đến cuối cái live stream này. Những cái câu hỏi suốt cái chương trình này mình soạn ra để nó giúp cho các bạn set up lại cái tư duy, cài đặt cái phần mềm này. Hồi nãy mình nói rồi, cái sự khác nhau của người làm chủ, người làm công, đó chính là cái phần mềm. Cái phần mềm nó vận hành ở trong cái đầu này. Nên các bạn cần chia sẻ đoạn live stream này. Các bạn cần theo dõi đến hết cái chương trình này. Cuối chương trình mình tổng kết lại, mình cho các bạn những câu hỏi và bạn trả lời được những câu hỏi, nó sẽ cài đặt vào đâu trong cái phần mềm của các bạn liền. Nên các bạn cần phải tập trung, ngồi, làm việc, ghi chép, comment, chia sẻ, phải là năng lượng. Mình nói các bạn, điều này tuyệt vời, các bạn cũng nói bên kia, điều này tuyệt vời, các bạn phải lên nói đồ, phải hoạt động. Để gì à? Để nó đi vào trong tiềm thức của các bạn. Nó đi vào trong tiềm thức của các bạn. Vâng, và bây giờ mình chia sẻ đến cái số 3. Các bạn sẵn sàng để mình chia sẻ đến cái số 3 chưa? Sẵn sàng rồi thì các bạn mình comment. Đã sẵn sàng rồi. Ok chưa? Vậy thì cái số 3 là cái gì ạ? Tất cả những người này, họ luôn xem khách hàng là bạn của họ. Tiền là một người bạn vô cùng thân thiết của họ, là đồng minh của họ. Ok chưa? Những người họ không biết á, họ xem khách hàng là khách hàng. Còn tất cả những người thành công á, họ kinh doanh thành công, họ luôn xem gì ạ? Họ luôn xem cái gì các bạn không? Họ luôn xem khách hàng là người bạn đồng hành của họ. Các bạn nắm ra được cái này chưa? Họ luôn xem khách hàng là người đồng hành của họ. Chào bạn Hồ Văn An, bạn đã chia sẻ cái đoạn live stream này chưa? Bạn Lê Phước Tiến, bạn đã chia sẻ chưa rồi? Bạn Thoại Lê, bạn đã chia sẻ chưa? Ok chưa? Họ luôn xem khách hàng là người bạn chân tình. Các bạn chưa? Còn tất cả những người kia họ xem khách hàng là khách hàng thôi. Còn những người kinh doanh thành công, họ luôn xem khách hàng là người bạn chân tình của họ. Họ luôn xem tiền là một đồng minh quan trọng của họ để giúp họ đạt được rất là nhiều mục tiêu. Bạn ghi vô đi Họ luôn xem khách hàng là người bạn đồng hành. Và họ luôn xem tiền là đồng minh. Cái người đồng minh này giúp cho họ có rất là nhiều thứ. Bởi vì nếu không có đồng minh này, họ không có năng lượng để họ làm việc. Nếu không có đồng minh này, họ có thể là sức khỏe họ xuống. Nếu không có đồng minh này, họ sẽ không có tiền trả lương cho nhân viên. Nếu không có đồng minh này, họ sẽ không có được sức khỏe tốt. Nếu không có đồng minh này, họ sẽ không có tiền để lo được cho gia đình của họ. Nếu không có đồng minh này, họ sẽ không có công cụ để họ đi giao tiếp các nơi. Bạn họ dùng ra điều này chưa? Tất cả những người kinh doanh thành công, họ đều gì
Các bạn nói cho mà đi, họ xem tiền làm, họ xem khách hàng là một người bạn chân tình, và họ xem tiền là một người đồng minh thân cận, không nói không rằng gì hết. Chúng ta phải cần em hiểu cái vấn đề đề này, phải hiểu được cái luật chơi của kênh doanh. Các bạn nhận ra điều này chưa? Hồi nãy giờ các bạn nào thấy cái điều này rất là quan trọng thì các bạn nói điều này rất là quan trọng. Ok à? Tiền, các bạn nên nhớ tiền, tiền chính là đồng minh mà nó giúp cho bạn đạt được rất là nhiều thứ trong cuộc sống này. Nó luôn song hành cùng với chúng ta. Bạn hình dung ra điều này chưa? Nếu các bạn không có cái người đồng minh quan trọng này thì bạn sẽ không có năng lượng để các bạn làm việc. Nên các bạn nói lớn lên với mình. Ok chưa? Các bạn nói lớn lên với mình. Bạn nói khách hàng là bạn chân tình của tôi, tiền là đồng minh tuyệt vời của tôi. Các bạn nói đi. Các bạn nói là khách hàng là người bạn chân tình của tôi, và tiền là người đồng minh tuyệt vời nhất của tôi. Và tất cả những người làm kinh doanh họ đều hiểu cái điều này. Ok chưa? Và tiền nó chỉ đi chơi với những người nào xem nó là đồng minh rất là quan trọng. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Tiền nó luôn luôn là như vậy. Bạn nào xem đồng tiền là đồng minh quan trọng thì nó sẽ sống hành với bạn. Các bạn nào xem đồng tiền như là công cụ, nó sẽ từ bỏ các bạn ngay. Nó lỡ vào rồi nó cũng tiền mừng nó đời thôi. Và bạn hãy xem tiền nó là người đồng minh giúp cho chúng ta. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Các bạn ghi chép vô. Bạn nào ở các tỉnh thành nào mới vào đây thì các bạn ghi vào. Các bạn đang ở tỉnh thành này, bạn Lê Trọng Thông rất là tuyệt vời, là người bạn chân tình. Tiền là đồng minh quan trọng, rất là tuyệt vời. Các bạn rất là tuyệt vời phải không? Khách hàng là bạn, tiền là đồng minh, rất là tuyệt vời. Khách hàng là bạn, tiền là đồng minh, rất là tuyệt vời. Bạn thọ lên như vậy. Bạn ghi vô. Các bạn càng ghi vô thì các bạn càng nhớ. Và các bạn nhớ xem đoạn livestream này cho đến khi kết thúc. Trước khi kết thúc, mình có những câu hỏi rất là quan trọng. Mình tổng kết cái bài này giúp cho các bạn, để các bạn cài đặt được cái tư duy của người làm kinh doanh rất là quan trọng này. Và nhớ chia sẻ đoạn video này đến cho nhiều người, để cùng họ thay đổi tư duy. Càng có nhiều người bạn thành công và giàu có với chúng ta thì cuộc sống chúng ta nó rất là tuyệt vời. Chuyện gì xảy ra khi bạn thành công và giàu có mà những người xung quanh của bạn họ không thành công giàu có? Thì chúng ta chán chết đi. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải chia sẻ cái tư duy này đến cho nhiều người thành công và giàu có. Để chúng ta đi ăn cũng có những người bạn thành công và giàu có cùng nhau đi ăn. Chúng ta nói chuyện cũng có những cái người bạn cùng rảnh thời gian để ngồi đàm đạo với chúng ta. Chúng ta đi du lịch đến nước Anh, đến nước Pháp, đến nước Mỹ, vẫn có những người bạn rất là chân tình đi liền với chúng ta. Bạn nào đang ở khu vực nào trên mọi miền đất nước, các bạn comment vào. Và các bạn đang kinh doanh cái gì thì các bạn cũng comment vào, các bạn kinh doanh cái đó, để những người xem đoạn livestream này, để các bạn biết những người đó có. Các bạn có thể là comment cái địa chỉ đồ của các bạn lên luôn để cho nhiều người cùng biết. Mỗi người chia sẻ để những người nơi khác sẽ tìm với các bạn trên cái đoạn livestream này. Bạn hồn dùng chưa? Bạn nào mà chưa có sản phẩm gì kinh doanh, chưa biết kinh doanh thì các bạn cũng comment luôn. Chưa biết kinh doanh cả gì, bạn comment vô đây. Bạn nào đang kinh doanh cái gì thì ghi ra để mọi người biết là bạn đang kinh doanh cái gì. Bạn nào chưa biết kinh doanh cái gì thì ghi vô, cũng chưa biết kinh doanh cái gì. Bạn hiểu chưa? Và nhớ chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người. Lớp học của chúng ta càng đông thì cái chương trình chia sẻ nó càng tuyệt vời. Các bạn nên nhớ vậy. Các bạn nào đang kinh doanh gì thì các bạn cứ comment vô, cùng nhau kinh doanh cái gì, để bạn bè khắp mọi miền đất nước. Bạn ở Bình Dương, Bến Cát làm bất động sản, ok, rất là tuyệt vời. Doanh nghiệp ở Củ Chi kinh doanh cái gì, ở Đồng Nai bán quần lót nam, ok, rất là tuyệt vời. Bạn Oriflame, bạn này bán mỹ phẩm cho một cái công ty gì đó, bạn không phải là dân kênh doanh. Bạn Oriflame, bạn chưa phải là dân kênh doanh. Tanabata bán rượu, ok chưa? Chưa biết kinh doanh cái gì. Ok, bạn Lê Trúc, hãy thay đổi tư duy để ra kinh doanh, đang kinh doanh. Bạn Hồng Trang kinh doanh đèn led rất là tuyệt vời. Chưa biết kinh doanh gì, bạn Vũ Bảo, hãy setup lại tư duy và hãy ra kênh doanh. Bạn Thanh Duy khô gà lá chanh, ai rảnh cà phê club chém gió, ok chưa? Đi kinh doanh chứ ai lại những người nào mà đi rượu, không nói cái gì mà đi rượu cà phê club chém gió,
thì các bạn đừng có nghe lời. Ok chưa? Chưa gì hết mà đòi đi rủ người ta đi uống cà phê rồi. Ok chưa? Các bạn cần phải thay đổi tư duy. Bạn bán mứt Đà Lạt rất là tuyệt vời. Thứ gì? Bạn nào đó comment cái gì vậy? Phải ghi ra chứ, được comment cái trang web. Phải ghi ra dịch vụ thiết kế website top Google. Ok chưa? Em chưa biết kinh doanh cái gì, hãy thay đổi tư duy và ra kinh doanh đi. Em ở Thuận An, Bình Dương, em kinh doanh hoa hang mát rất là tuyệt vời. Bạn Selena, bạn Selena bạn chia sẻ đi ạ. Thế giới thờ cúng, ok, bạn Hằng Thi là thế giới thờ cúng. Mình ở Bình Dương kinh doanh cái gì? Kinh doanh Sơn Bô, ok, bạn Hải Anh kinh doanh Sơn Bô. Bạn Lê Hoàng Sơn, sao bây giờ mở vào Khonia, đặc sản của nghe cái lóc miền Tây rất là tuyệt vời. Mình đang bán nụ hoa tam thắt rất là tuyệt vời. Bán ốp trăng rồi, tuyệt vời. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ chưa? Bạn sẵn sàng để mình chia sẻ chưa? Sẵn sàng để mình chia sẻ. Cái số 4, những người làm kinh doanh họ luôn có một cái tư duy là nó như thế nào ạ? Họ tin vào chính họ, họ tin vào chính mình. Ok chưa? Họ luôn có một tư duy là họ luôn tin vào năng lực của mình. Bạn ghi vô đi. Họ luôn tin vào năng lực của mình. Vừa comment vừa gửi vào. Các bạn nào kinh doanh cái lĩnh vực gì? Bạn Nguyễn Hữu Trung kinh doanh quán cà phê club thời. Ok, bạn Nguyễn Hữu Trung rất là tuyệt vời. Ok chưa? Bạn kinh doanh quán cà phê club rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn. Ở Bình Dương em đang kinh doanh cá tắc lát nguyên con, rất là tuyệt vời. Cái món của em rất là ngon, nghe là đã chảy nước miếng rồi. Ok, bạn bán bàn đàn đi Ano. Ví và cá sấu rất là tuyệt vời. Bạn Hồng Trang sẵn sàng rồi. Cái người làm kinh doanh, người chủ làm kinh doanh cần có cái tư duy gì các bạn? Họ luôn tin vào chính mình, họ tin mình luôn làm được những điều rất là tuyệt vời. À. Còn những người còn lại thì họ lại không tin. Họ không tin rằng họ đang làm được. Bạn luôn nhớ cái điều này. Họ không tin rằng họ sợ. Cái nỗi lớn nhất là họ sợ. Nhưng mà họ lại đối diện những cái việc rất là kinh khủng. Còn những người làm kinh doanh thì họ luôn tin mình. Họ tin mình vào chính mình. Họ tin vào cái năng lực của họ. Cái gì họ chưa biết thì họ lên kế hoạch họ học thôi. Họ lên kế hoạch để họ hoàn thiện kỹ năng đó thôi. Cái gì chưa biết thì họ sẵn sàng va vấp để họ học cái kinh nghiệm thôi. Cho họ không có ngồi họ sợ. À, các bạn hồi dung ra điều này chưa? Họ không có ngồi họ sợ. Họ không có ngồi họ lý do. Còn những cái người làm công thì họ lại sợ. Họ sợ ra kinh doanh. Họ sợ là rủi ro lắm. Họ sợ là không có tiền làm sao kinh doanh được. Họ sợ không có mối quan hệ làm sao kinh doanh được. Họ sợ không có kinh nghiệm. Họ sợ đủ điều họ sợ. Và họ sống đến 60 tuổi đời họ vẫn cứ sợ. Các bạn hồi vô ra điều này chưa? À, còn những người, ok chưa? Còn những người, các bạn cứ vừa nghe, các bạn vừa comment cái lĩnh vực kinh doanh của mình vào. À, để cho nhiều người cùng xem những đoạn livestream này biết. Các bạn hãy chia sẻ đoạn livestream này, hãy tag những người thân của mình vào để nhiều người cùng xem cái đoạn livestream này. Bạn nào mới lên chưa chia sẻ đoạn livestream thì hãy góp phần chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người biết. À, tiếp theo, những người làm kinh doanh họ luôn tin mình làm được và họ không có suy nghĩ trong cái hộp. Mình sẽ chia sẻ các bạn cái điều này, nó rất là tuyệt vời. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ và mình ghi lên bảng cho các bạn thấy. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cái điều này chưa? À, ok chưa? À, mình sẽ ghi lên trên bảng để cho các bạn cùng thấy. Các bạn hình dung chưa? À, mình sẽ ghi lên bảng để cho các bạn cùng thấy. Các bạn phải năng lượng, các bạn phải luôn năng lượng giống như mà. Các bạn thấy chưa, mình vừa chia sẻ, mình nói hồi nãy giờ mà mình vẫn cứ năng lượng. Ok chưa? Những người làm kinh doanh, họ luôn tin vào chính bạn. Họ tin rằng họ làm được cái việc đó. À, họ suy nghĩ ra khỏi cái hộp. Ok, nó có cái hộp như vậy này. Ok chưa? Họ suy nghĩ ra ngoài cái hộp này. Những người còn lại họ đi theo gì? Họ đang đi theo cái lối mòn. Các bạn có biết cái từ lối mòn không ạ? Lối mòn. Họ luôn bị lối mòn. Những người sợ sệt là họ luôn bị cái lối mòn. Họ bị cái lối mòn dẫn dắt họ. À, và như thế nào là lối mòn?
đây là một cái cánh đồng. Ok. Có rất là nhiều cỏ. Các bạn có nghe rõ mà. Các bạn nghe rõ thì các bạn comment xuống, các bạn nói là các bạn nghe rõ để mà nói. Các bạn có nghe rõ mà. Ok chưa? Các bạn có nghe rõ mà. Mình là người nói cà lâm. Ok chưa? Mà các bạn ơi, chú ra đây này, mình là người nói cà lâm. Nên thỉnh thoảng mình cà lâm, các bạn thông cảm nha. À, mình là người nói cà lâm, nên là có một số bạn nói là à, tại sao mình nói cà lâm? Vâng, mình nói cà lâm từ nhỏ rồi. Các bạn chia sẻ đoạn này gần 300 lượt chia sẻ rồi, rất là tuyệt vời. Đây là một cánh đồng đào cỏ và có một người đi trước, họ đi qua. Và họ tạo ra cái lối mòn này. Và những người đi sau đều đi theo cái lối mòn này. Ok chưa? Tuy nhiên mình hay nói những thằng đi trước tạo ra lối mòn này là những thằng gì à? Những thằng gì à? Mình ghi rõ ràng ra đây để các bạn thấy là những thằng đi trước nó đi trước nó tạo ra lối mòn thì mình hay nói là gì à? Những cái thằng gì à? Những thằng gì các bạn ơi? Những thằng gì à? Những thằng say rượu. Những thằng tạo ra cái lối mòn này là phần lớn là những thằng say rượu. Ok chưa? Những thằng say rượu nó đi à? Nó đi cái đường cứ cà vòng cà vèo, cà vòng cà vèo, cà vòng cà vèo này này. Các bạn nhớ ra điều này chưa? Nó đi cái con đường cà vòng cà vèo này nè. Thế mà mấy thằng đi sau á cứ đi theo đúng cái thế của thằng say rượu đó. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Cứ đi cà vòng cà vèo, cà vòng cà vèo, cái thế của thằng say rượu nó như vậy đó. À, họ cứ suy nghĩ đi in the box à. Những câu họ suy nghĩ như đại khái. À, họ sợ ra làm kinh doanh lắm, họ sợ kinh doanh là rủi ro, họ nói là họ không có kinh nghiệm, họ không có tiền làm sao họ kinh doanh, và đây những người họ nói nó như vậy đó. Các bạn hình dung chưa? Như vậy người ta gọi là lối mòn, như vậy là người ta nói là suy nghĩ ở trong cái hộp. Các bạn hình dung ra điều này chưa? À, những gì vừa rồi mình chia sẻ mà các bạn thấy nó rất là tuyệt vời thì các bạn nói là điều này rất là tuyệt vời. Để mình có năng lượng, mình chia sẻ nhiều cho các bạn và theo dõi đoạn livestream này đến cuối chương trình. Mình sẽ cho hàng loạt những cái bài tập và các bạn ghi vào. Ok chưa? Bạn nào đang kinh doanh cái gì thì các bạn cứ ghi vào. Và vừa ghi cái lĩnh vực kinh doanh của các bạn vào, ghi số điện thoại của các bạn vào cái livestream này, ghi ok, thầy diễn giải, diễn tả lối mòn rất là vâng. À, ghi số điện thoại vào, ghi website vào, để những người khắp mọi miền đất nước này thấy bạn kinh doanh cái gì đó, họ liên hệ với bạn. Hãy ghi vào đoạn livestream này. Các bạn là những người rất là tuyệt vời. Nếu bạn nào đó chưa kinh doanh thì cũng ghi ra là mình chưa kinh doanh cái gì hết. Các bạn cứ ghi vào và mọi người sẽ biết về các bạn đang kinh doanh cái gì. Mọi người sẽ liên hệ với các bạn. Chúng ta là những người làm kinh doanh, chúng ta giúp đỡ nhau. Không có gì phải giấu giếm, không phải gì e ngại hết. Bởi vì chúng ta kinh doanh rất là tử tế. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Và các bạn giúp mình chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người biết, cho bạn bè của mình biết, những người họ mở mang cái tư duy ra. À, bạn nào đang ở vùng miền đất nước nào thì các bạn cũng comment mình đang ở vùng miền đất nước đó. Ai đó bán hàng, bạn thấy nó rất là tuyệt vời, bạn cũng nên gọi điện thoại cho họ mua sản phẩm của họ về nhà trải nghiệm thử. Và ai đó kinh doanh sản phẩm không gì, không đàng hoàng, các bạn cũng comment lên đây. Những người đó kinh doanh không có đàng hoàng, giúp cho họ hãy làm đàng hoàng hơn. Bạn hình dung ra điều này chưa? Điều này nó rất là tuyệt vời. À, và chúng ta phải như thế nào ạ? Chúng ta cùng nhau giúp nhau kinh doanh thành công và giàu có. Và nhiều người kinh doanh thành công và giàu có, cuộc sống chúng ta nó vô cùng ý nghĩa. Bởi vì mình giàu, bạn bè mình giàu, những người xung quanh mình giàu, cuộc sống mình nó ý nghĩa vô cùng. À, bạn hiểu ra điều này chưa? Vậy là vừa rồi mình chia sẻ đến đoạn số máy rồi. Tôi về số máy, máy rồi. Họ tin vào chính mình, họ thoát ra khỏi cái hộp. Và cái tiếp theo, ok chưa? Cái tiếp theo rất là quan trọng này. Những người làm kinh doanh á, họ có một cái suy nghĩ nó rất là tuyệt vời. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cái chỗ này chưa? À, các bạn nói sẵn sàng, nói lớn lên sẵn sàng. À, họ có một cái tư duy nó rất là tuyệt vời. Họ luôn luôn nghĩ rằng kinh doanh
thì thành công và giàu có là điều mặc nhiên, đó là quy luật của vũ trụ. Họ tin vào điều đó. Bạn thấy điều này nó tuyệt vời mà. Họ biết rằng họ làm theo đúng quy luật đó, họ làm theo đúng cái đó thì chắc chắn rằng họ sẽ thành công và giàu có. Chứ không phải là hên xui. Không phải kinh doanh theo kiểu hên xui. Tất cả những người chủ thành công, họ đều có một cái tư duy này. Bạn hình dung chưa? Họ đều có một cái tư duy rất là tuyệt vời này. À, họ đều có cái tư duy rất là tuyệt vời này. Các bạn ghi vô. Cái tư duy này là cái tư duy gì? Tất cả tư duy số 5. Tất cả những người kinh doanh thành công và giàu có. Ok chưa? Tất cả những người kinh doanh thành công và giàu có, họ đều có một cái tư duy rất là tuyệt vời. Là tư duy gì? Mình mới vừa nói xong, các bạn comment vô đi. Là tư duy gì? Ok chưa? Chương trình của chúng ta liên tục. Bạn nào mới vào thì nhớ chia sẻ. Vừa rồi mình nói rồi, các bạn ghi ra đi. Vừa rồi mình nói gì các bạn ghi ra đi. Ok. Tất cả những người kinh doanh, họ suy nghĩ rằng con đường làm kinh doanh thành công, giàu có là mặc nhiên. Bởi vì đó là quy luật. Bạn anh vui ra điều này chưa? Bởi vì đó là quy luật. Hả? Quy luật của vũ trụ. À, vậy hả? Ba bí hả? Ba bí. Con chào mọi người đi. Con chào mọi người đi. Hả? Con chào đi. Con nói với chúc cô chú luôn đó. Chúc cô chú luôn nha. Con đang uống cái gì vậy? Con đang uống sữa. Con đang uống sữa. Ok. Con nói chúc cô chú luôn đó. Đó. Rồi, rất là tuyệt vời. Ok chưa ạ? Các bạn hôm vô chưa? Ok chưa? Tất cả những người làm kinh doanh, họ đều hiểu ra một điều rất là tuyệt vời. Là con đường kinh doanh chắc chắn sẽ thành công và giàu có. Đó là quy luật mặc nhiên. Đó là quy luật của vũ trụ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ mang rất là nhiều giá trị cho khách hàng. Họ mang giá trị cho xã hội hồi này. Họ biết rằng họ làm theo một cái quy luật. Bạn nào chưa biết quy luật kinh doanh thì các bạn nên tham gia các cái chương trình của mình. Họ làm theo đúng cái quy luật đó thì chắc chắn là họ sẽ thành công. Các bạn ạ, cảm ơn con đáng yêu Văn. Vừa rồi là bé Bambi, con gái của mình. Ok, dễ thương quá Văn. Vừa rồi là bé Bambi. Ok chưa? Vừa rồi là bé Bambi các bạn. Bé ra lấy sữa bé uống. Và chuẩn bị là bé đi ngủ. Vâng, cái đó là con gái của mình. Vâng. Mình lại nói tiếp. Tất cả những người kinh doanh thành công và giàu có, họ đều gì à? Họ đều hiểu rằng, họ đều hiểu rằng cái sự thành công giàu có đó là điều mặc nhiên. Vì đó là quy luật của vũ trụ. Bởi vì đó là họ tuân theo quy luật của tự nhiên. Họ cài đặt cái tư duy. Ok à? Và hiểu cái tư duy đó. Họ luôn tin tưởng vào cái tư duy đó. Và họ cứ theo quy luật mà họ làm. Họ làm thẳng đứng thôi. Họ làm thẳng chừng thôi. Có rất là nhiều bạn chưa comment là bạn đang kinh doanh cái gì. Các bạn hãy comment xuống bạn đang kinh doanh cái gì. Bạn nào mới vào thì hãy chia sẻ đoạn livestream này ra cho nhiều người biết. Bạn chia sẻ về nhà bạn để bạn nhớ nữa. Chứ nếu bạn không chia sẻ thì bạn không nhớ. Bạn Đỗ Giang kêu bé tại sao ngủ trễ vậy? Bởi vì sao ? Bởi vì tối hôm nay mình livestream nên bé chạy ra chạy vô bé xem. Ok, bình thường thì bé cũng ngủ hơi trễ nhưng mà hôm nay thì bé lại ngủ trễ hơn. Ok chưa các bạn ơi? Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ mấy cái tư duy các bạn ơi. Mấy cái tư duy Người làm kinh doanh chúng ta có mấy cái tư duy các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn đến trực tiếp tối mai, tối mốt, tối thứ năm là mình có lớp. Các bạn đến trực tiếp. Các bạn nói là mình có cái lớp không? Mình có lớp làm chủ doanh nghiệp. Các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn đến trực tiếp. Các bạn nào ở tỉnh thì các bạn inbox cho mình. Các bạn nào ở tỉnh thì các bạn inbox cho mình. Vừa rồi là mình nói mấy cái tư duy. Có 5 tư duy.
Và các bạn nào ghi đầy đủ thì các bạn nốt vào. Năm cái tư duy của người kinh doanh này rất là quan trọng. Năm tư duy rất là quan trọng. Và livestream thứ 6 này, buổi thứ 6, bây giờ mình nhắc trước, chương trình còn dài, mình nhắc trước. Buổi thứ 6 mình sẽ chia sẻ cho các bạn 7 cái lực đòn 7 trong kinh doanh. Buổi tối thứ 6 lúc 9:30 luôn. Bạn Bù Long nói anh có năng khiếu nói nhiều, hay quá. Ok chưa? Mình chia sẻ thôi bạn, mình chia sẻ liên tục thôi. Mình là người nói cái lâm thôi, mình ráng cố gắng mình nói thôi, không có vấn đề gì. Các bạn có mong muốn tối thứ 6 mình chia sẻ tiếp không ạ? Các bạn có mong muốn mình chia sẻ không ạ? Nếu các bạn mong muốn thì các bạn nói xuống là rất là mong muốn. Năm tư duy rất là quan trọng. Các bạn ghi vào năm cái tư duy của người làm kinh doanh và người làm chủ đó. Những người làm công bởi vì họ không hiểu tư duy này và họ không có cái cách đi và không có luật chơi. Chương trình của chúng ta tiếp tục cuối giờ, mình cho các bạn làm bài tập, nên các bạn hãy ngồi liên tục đến cuối giờ. Và thứ 6 này mình sẽ chia sẻ đến các bạn. Ok chưa? Mình sẽ chia sẻ đến các bạn là 7 lực đòn 7 trong kinh doanh. Bao nhiêu các bạn? 7 lực đòn 7 trong kênh kinh doanh. Các bạn ghi xuống 7 lực đòn 7 trong kinh doanh. 7 lực đòn 7 trong kinh doanh. Các bạn ghi xuống, mình sẽ ghi lên tập để cho các bạn thấy. Các bạn ghi xuống là 7 lực đòn 7 trong kinh doanh. Mấy lực đòn 7 các bạn? 7 lực đòn 7 trong kinh doanh. 21:30 tối thứ 6 này mình sẽ chia sẻ đến các bạn 7 lực đòn 7 trong kinh doanh. Các bạn ghi vào 7 lực đòn 7 trong kinh doanh. Chương trình của chúng ta còn tiếp tục. Bạn hãy chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người biết. Bạn nào chưa chia sẻ thì chúng ta hãy chia sẻ đoạn livestream này đi ạ. Thứ nhất, các bạn chia sẻ đoạn livestream này đến cho về tường nhà bạn để các bạn nhớ, để các bạn ra làm kinh doanh, để sau này các bạn nhớ. Ok chưa? Cái thứ hai là giúp cho nhiều người biết đoạn livestream này để họ gì à? Để họ gì à? Để họ gì à? Để họ thay đổi tư duy. Bữa thứ 6 tới mình sẽ chia sẻ 7 luật đòn 7 trong kinh doanh. Và các bạn hãy theo dõi 7 luật đòn 7 này. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Chương trình của chúng ta còn tiếp, chúng ta chưa hết. Chương trình chúng ta còn rất là tuyệt vời, chúng ta chưa hết. Thứ 6, 9:30, mình chia sẻ 7 lực đòn 7 trong kinh doanh mà bắt buộc người làm kinh doanh nào phải biết. Và các bạn có cái lực đòn 7 này thì nó sẽ giúp cho các bạn bay xa và bay nhanh hơn. Và chúng ta phải biết được cái 7 lực đòn 7 này. Tuyệt vời không các bạn? Rất là tuyệt vời. Và bây giờ các bạn ghi ra những cái câu hỏi này. Chúng ta ghi ra những câu hỏi này. Thực sự cái mục này nó rất là dài. Nó vô cùng dài. Ok chưa? Vô cùng dài. Hôm sau mình sẽ còn nữa. Ngoài cái bài luật đồng 7 thì mình còn chia sẻ nữa. Cái nó rất là dài. Rồi, bây giờ các bạn ghi vào. Các bạn sẵn sàng chưa? Lấy viết và các bạn ghi vào. Các bạn lấy viết và các bạn ghi vào. Một kỹ năng bạn có, ghi vào một kỹ năng bạn có mà có thể giúp bạn cải thiện việc kinh doanh nhiều nhất, đó là kỹ năng gì? Các bạn ghi đi. Một kỹ năng mà bạn có mà có thể giúp bạn cải thiện được việc kinh doanh nhiều nhất, đó là kỹ năng gì? Ghi vào. Ok chưa? Một kỹ năng mà bạn có, các bạn ghi vào. Một kỹ năng mà bạn có mà kỹ năng đó giúp bạn cải thiện kết quả trong kinh doanh, đó là kỹ năng nào? Bạn hãy trả lời xuống. Ok chưa? Bạn hãy trả lời xuống, đó là kỹ năng gì? Cái câu hỏi thứ hai, cái kỹ năng gì mà bạn đang không biết
mà nó hạn chế bạn trong việc phát triển, đó là kỹ năng gì? Kỹ năng gì mà bạn đang không biết mà nó đang hạn chế bạn trong việc phát triển, đó là kỹ năng gì? Bạn ghi ra những câu hỏi, bạn ghi ra những câu hỏi, bạn lấy viết bạn ghi ra. À, câu thứ hai, một kỹ năng nào mà bạn không biết mà nó đang hạn chế bạn, đó là kỹ năng nào? À, ok chưa? Một câu hỏi thứ ba, một kỹ năng mà bạn cần phải học hỏi trong 3 tháng tới, đó để giúp cho bạn thay đổi tốt hơn, đó là kỹ năng nào? Ok chưa? Bao nhiêu câu hỏi rồi các bạn? 3 câu hỏi rồi. Bạn hãy tối nay, bạn hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi. Vậy thì khi nào bạn thực hiện những cái điều này? Bạn ghi ra ngày giờ cụ thể. Khi nào bạn thực hiện những cái điều này? Bạn ghi ra ngày giờ cụ thể. Bạn hình dung không chưa? Học bạn hãy nên nhớ, muốn phát triển chúng ta phải luôn học tất cả những kỹ năng, những kiến thức cần có để giúp cho chúng ta kinh doanh thành công. Chúng ta phải luôn luôn nói như vậy, phải luôn học hỏi những kỹ năng, những kiến thức mà chúng ta cần có để giúp cho chúng ta kinh doanh thành công. À, hồi nãy giờ cái điều gì bạn thấy mình chia sẻ có tuyệt vời không? Thì các bạn ghi xuống là những kiến thức bây giờ hồi nãy nó rất là tuyệt vời. Cũng là cũng đồng nghĩa bạn đang gửi cái năng lượng, cái điều tuyệt vời này vào trong vũ trụ, thì bạn cũng sẽ nhận được cái điều tuyệt vời vào trong chính cuộc đời của mình. À, sáng mai các bạn thức dậy từ lúc mấy giờ sáng? Thức dậy đầu tiên bạn làm cái gì? Sau đó bạn làm cái gì? Và sau đó bạn làm cái gì nữa? Mỗi sáng dậy chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần tích lũy những cái tài sản gì cho chính cuộc đời của mình? Đấy là những câu hỏi mà cả buổi tối nay các bạn cần phải suy nghĩ. À, bạn phải luôn suy nghĩ để chúng ta phát triển, chúng ta tốt hơn. À, đừng có để cho cái cuộc đời chúng ta nó bị dậm chân tại chỗ. Tại sao chúng ta phải chấp nhận nó như vậy? Bởi vì mình nói rồi, chúng ta sống đâu có nhiều đâu. Nó là mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, chúng ta tiến triển tốt hơn. À, các bạn ở trong đây là mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút thôi, chúng ta giúp cho chúng ta phát triển tốt hơn. Các bạn đâu cần phải thông minh mà nói, không cần phải thông minh. Các bạn không cần phải thông minh. Các bạn không cần phải giỏi giang. Các bạn không cần phải có trình độ đại học các bạn mới làm được những cái việc này. Bạn nhớ vậy. À, bạn không cần phải có nhiều tiền. Bạn không cần phải có mối quan hệ lớn. Các bạn hiểu ra điều này chưa? À, không cần phải thông minh. Tất cả những điều mình chia sẻ này, chúng ta quăng cái thông minh chúng ta qua một bên đi. Các bạn cũng không cần phải có bằng cấp các bạn mới thực hiện được những cái điều này. Hãy quăng bằng cấp qua một bên đi. Các bạn không cần phải có tiền nhiều các bạn mới thực hiện cái điều này. Hãy quăng nó qua một bên luôn đi. À, các bạn không cần phải cứ nghĩ rằng có nhiều tiền mới làm được điều này. Hãy quăng những cái điều đó qua một bên đi. Cái còn lại các bạn phải có là hãy lên kế hoạch rất là chi tiết, thực hiện mỗi ngày một chút thôi, bạn sẽ có tất cả. Bạn hãy follow những cái gì mình đang chia sẻ đây, hãy làm đúng những gì mình đang chia sẻ đây. Những người chưa thành công các bạn cần phải tuân thủ và các bạn làm đúng. Để gì ạ? Để các bạn thực hiện một cái thói quen thi theo, đi theo đúng cái lộ trình. Khi bạn thành công rồi thì bạn hãy làm theo cách của bạn. Còn khi bạn chưa thành công, bạn hãy làm theo đúng cái cách của mình hướng dẫn. Bạn hình dung chưa?
không cần phải thông minh, không cần phải có tiền nhiều. À, bạn hình dung chưa? Không cần phải là có mối quan hệ hệ nhiều, không cần phải gì. Ờ, bạn Bùi Công Thủ, ok, bạn nghe mình chia sẻ rồi bạn mới nói xàm, cảm ơn bạn rất là nhiều, bạn là người rất là tuyệt vời, bởi vì bạn phát hiện ra mình nói xàm, bạn tuyệt vời lắm, ok chưa? À, và đây là cái quyển sách mỗi ngày một chút thôi của mình. À, đây là quyển sách mỗi ngày một chút thôi của mình. Đây là quyển sách mỗi ngày một chút thôi. À, bạn nào chưa có quyển sách này thì các bạn inbox cho mình. Hiện tại mình có 3 quyển sách. Quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn. Quyển thứ hai là quyển okay, mỗi ngày một chút thôi. Và quyển thứ ba là quyển Bì Dân Đồ Quay. À, bằng tiếng Anh. À, nếu bạn nào chưa có thì sau chương trình này các bạn inbox cho mình. À, và sao à, các em sẽ gửi đến các bạn khắp mọi miền đất nước. Các em của mình nó phụ trách, nó gửi khắp mọi miền đất nước. Các bạn inbox, các bạn nên gì à, các bạn nên cho số điện thoại và địa chỉ để các em nó mới gửi được. Các bạn không cho số điện thoại và chỉ. Hiện tại mình có 3 quyển sách. Quyển thứ nhất là Vượt Biển Lớn, quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, quyển thứ ba là Beyond the Way. Các bạn nào mua sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi, mua sách Vượt Biển Lớn, Beyond the Way, các bạn inbox cho mình để lại thông tin, các em sẽ gửi cho bạn khắp mọi miền đất nước. À, thứ sáu này mình sẽ chia sẻ cho bạn cái chủ đề 7 lực đòn bẩy trong kinh doanh mà bắt buộc người làm chủ nào cũng phải biết. À, các bạn thấy điều này tuyệt vời chưa? Rất là tuyệt vời. Hãy follow theo những live stream của mình. À, tối thứ năm tuần này mình có lớp chia sẻ làm chủ doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí tại hội trường của mình. Các bạn không có địa chỉ, các bạn bấm vào cái website trên Facebook đó, các bạn sẽ có địa chỉ. Các bạn inbox cho mình để các em mời bạn đi học, bởi vì hội trường chỉ có 70 ghế thôi. À, để các bạn đi tham gia cái lớp học làm chủ doanh nghiệp và lên kế hoạch để làm chủ doanh nghiệp cho cuộc đời của mình. Thứ bảy chủ nhật này mình có lớp nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh và đòi nợ. À, bạn nào chưa hiểu ra được cái nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh đòi nợ là gì, bạn Vũ Bảo bạn đăng ký thì em inbox số điện thoại vào cái Facebook của mình. À, các em sẽ mời bạn đi học và nhớ dắt theo bạn bè của mình đi học chung nhé, để giúp cho họ ra làm chủ, bởi vì cái khóa học làm chủ là hoàn toàn miễn phí. À, thứ bảy chủ nhật này mình chia sẻ bạn cái nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh. À, nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh và nghệ thuật đòi nợ, đây là những kiến thức và kỹ năng mà bắt buộc mọi người làm kinh doanh bắt buộc phải có. Nếu các bạn không có, các bạn phải trả giá rất là nhiều. À, các bạn rất là tuyệt vời. Các bạn dành thời gian liên tục, học liên tục từ 9 giờ rưỡi cho tới giờ. À, và bây giờ các bạn vẫn còn rất là đông. Bạn nào chưa chia sẻ đoạn livestream này thì các bạn nhớ chia sẻ. Sáng mai các bạn nhớ thức dậy 5 giờ sáng và tập thể dục theo đúng như các bạn đã mình chia sẻ. Cứ từng bước làm như vậy, các bạn sẽ như thế nào? Các bạn sẽ phát triển từng bước một. Các bạn sẽ làm kinh doanh rất là giỏi, sẽ làm chủ rất là giỏi, rất là tuyệt vời. À, trước khi kết chương trình này, mình chúc các bạn ngủ ngon. Trước khi ngủ, các bạn ngồi review lại toàn bộ những gì hồi nãy giờ mình chia sẻ cho các bạn. Đưa nó vào trong cái phần mềm này. Mình nói cái sự khác biệt, đó chính là phần mềm. Nó chính là phần mềm ở trong cái đầu này. Hãy cài đặt phần mềm. Chúc các bạn một buổi tối ngủ rất là ngon giấc. Và nhớ tối thứ sáu này, 2 giờ, 21 giờ 30 phút. Ok, à, mời bạn bè của mình, mời người thân của mình xem cái live stream 7 lực đòn bẩy trong kinh doanh
vô cùng tuyệt vời. Bye bye các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye các bạn nhiều.